Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 47. Từ Nhu đột nhiên cắn vào môi Diệp Quân một cái, nhưng không mạnh lắm. Môi rời khỏi môi. Diệp Quân nhìn Từ Nhu, sắc mặt nàng ta đã ửng đỏ, hạ giọng nói khẽ, nếu ngươi muốn, thì tìm tiểu thụ. Diệp Quân lắc đầu. Từ Nhu lập tức căng thẳng, ngươi. Diệp Quân chỉ ôm Từ Nhu vào lòng, nói khẽ tỷ không muốn sao. Từ Nhu gục đầu, không nói gì, người hơi nhích ra phía sau. Diệp Quân trầm mặc một hồi rồi thở dài khe khẽ. Hắn buông Từ Nhu ra, thu tay về, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Loại chuyện này, nếu người ta đã không muốn, đương nhiên hắn sẽ không cưỡng ép. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm nhận được, Từ Nhu vẫn rất kháng cự sự thân mật từ hắn. Trong bóng tối, căn phòng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Diệp Quân nằm ngửa mặt, từ từ nhắm mắt, chuẩn bị ngủ tiếp. Bất chợt, Từ Nhu kéo ống tay áo hắn một cái. Diệp Quân quay sang nhìn nàng ta, Từ Nhu nói nhỏ, giận sao? Diệp Quân lắc đầu. Trong đêm tối, Từ Nhu nhìn Diệp Quân, nhưng không nói thêm điều gì. Cảm thụ được ánh mắt của Từ Nhu, Diệp Quân suy tư một chút rồi cười khổ, trước kia chúng ta từng chung sống. Ta còn tưởng tỷ cũng có ý với ta, hẳn là ta đã nghĩ nhiều rồi. Nói đến đây, hắn lắc đầu, bất kể thế nào, mục đích cuối cùng của ta đều là giúp đỡ chân tỷ, cho nên ta tin rằng, chúng ta có thể cư xử với nhau như bạn bè, hoặc là đồng bạn hợp tác. Từ Nhu chỉ liếc nhìn Diệp Quân, nàng ta muốn nói gì đó, nhưng lời đã dâng lên khóe môi lại vẫn không sao thốt ra khỏi miệng. Diệp Quân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chân trời đã hửng sáng. Hắn quay sang nhìn Từ Thụ vẫn còn đang say giấc. Nghĩ ngợi một chút, Diệp Quân rời giường, vào phòng tắm, tạt nước lạnh rửa mặt. Khi hắn đi ra, Từ Thụ và Từ Nhu đều đã dậy đang đứng chờ hắn. Diệp Quân sửng sốt. Từ Thụ nhìn Diệp Quân, muốn đi mà không từ giã sao? Diệp Quân cười nói, sao thế được? Với cả, ta chỉ đến đế quốc Vĩnh Dạ một thời gian ngắn, đàm phán được thì tiếp tục, không thể thì bọn ta sẽ về luôn. Từ Thụ đi tới trước mặt Diệp Quân, nhẹ nhàng sửa sang lại áo cho chỉnh tề, sau đó nói khẽ qua bên đó phải cẩn thận chút, thấy tình hình không ổn nhớ chạy đi ngay, biết không? Diệp Quân cười nói, yên tâm, ta đi cùng chủ nhân bút đại đạo mà. Ông ta đã lăn lộn khắp trốn bao nhiêu năm rồi mà còn sống khỏe, chắc chắn phải có tài riêng. Từ Thụ gật đầu, bất kể thế nào, vẫn phải cẩn thận chút. Diệp Quân gật đầu, vòng tay ôm lấy Từ Thụ. Hãy chăm sóc bản thân cho tốt, cả đứa nhỏ trong bụng nữa, nếu gặp nguy hiểm, phải đến ngay vũ trụ quan huyên tìm An tiền bối. An Nam Tịnh. Sau lưng bà ấy là ai? Là ông nội. Từ Thụ chỉ lẳng lặng gật đầu. Diệp Quân hôn nhẹ lên môi Từ Thụ một cái rồi nhìn sang phía Từ Nhu, cười nói, Từ Nhu cô nương, chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên cùng với tiểu thụ đành làm phiền tỷ để mắt vậy. Nói xong. Hắn không dùng rằng thêm nữa mà lập tức xoay người, biến mất khỏi đó. Từ Nhu cúi đầu trầm mặc. Từ Thụ đột nhiên kéo tay Từ Nhu, lòng âm thầm thở dài, cũng không nói gì. Nàng ta biết, một câu Từ Nhu cô nương, của Diệp Quân, đồng nghĩa với việc từ đây hắn chỉ coi Từ Nhu là bạn, hoặc là đồng bọn cùng hợp tác. Không muốn nghĩ nhiều hơn, Từ Thụ nhìn quanh nhà rồi dục, nhị tỷ, chúng ta đi thôi. Từ Nhu trầm mặc một hồi rồi gật đầu, ừ. Hai người cũng biến mất khỏi nơi đó. Trời hửng sáng, Diệp Quân đi vào vùng tinh không của hệ Ngân Hà, cách chỗ hắn không xa có một người đàn ông đang đứng chờ. Đó chính là chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn Diệp Quân một cái rồi nói, giá trị nhan sắc ổn, dùng để liên hôn thì quả thực hoàn mỹ đó. Diệp Quân nói, tiền bối, ta nghe nói đế quốc Vĩnh Dạ không cho người ngoài tiến vào. Ông có chắc chúng ta vào được không? Chủ nhân bút đại đạo cười ha hả, cậu không nhìn lại xem ta là ai, chư thiên vạn giới khắp vũ trụ này, ai dám không nể mặt ta? Diệp Quân liếc nhìn chủ nhân bút đại đạo, nói, vậy thì tốt rồi. Chủ nhân bút đại đạo cười bảo, đi thôi. Dứt lời, hai người cùng biến mất khỏi tinh không mịt mờ. Tại học viện Ngân Hà. Ngày này, Hiên Viên Lăng tới kiếm đạo viện. Cô ấy dường như hơi thấp thỏm, bởi vì cô ấy muốn nói rõ một chuyện với Diệp Quân. Từ lần trước biệt ly, cô ấy vốn đã định buông tay, nhưng có một số việc, một số người, nào có thể dễ dàng buông tay như thế.
Nhưng khi biết tin Diệp Quan sắp rời khỏi ngôi sao màu xanh này, cô ấy bắt đầu lo sợ, vào lúc ấy, Hiên Viên Lăng mới hiểu được trái tim mình. Hiên Viên Lăng đi vào kiếm đạo viện, lòng thấp thỏm và khẩn trương, đồng thời còn có đôi chút chờ mong. Trong kiếm đạo viện chỉ có Mộc Uyển Du cùng Song Song và Mục Vân. Thấy Hiên Viên Lăng tới, Mộc Uyển Du vội vã chạy ra, chị Lăng. Hiên Viên Lăng nhìn quanh, hỏi, anh ấy đâu? Mộc Uyển Du hỏi lại, Tiểu Quân à? Hiên Viên Lăng gật đầu. Mộc Uyển Du hơi cúi đầu, sắc mặt ảm đạm, thấp giọng đáp, đi rồi. Đi rồi. Hiên Viên Lăng ngây người. Mộc Uyển Du cả kinh trong lòng, vội vàng gọi chị Lăng. Hiên Viên Lăng nhìn Mộc Uyển Du, anh ấy có tới từ biệt cô không? Mộc Uyển Du gật đầu. Thấy thế, đáy lòng Hiên Viên Lăng chợt dấy lên một nỗi khổ sở, cô ấy quay đầu nhìn ra xa, ánh mắt ngơ ngác, cô ấy hiểu, chỉ sợ đời này, họ đã không còn khả năng gặp lại. Trong tinh không, Diệp Quân ngự kiếm bay đi, bên cạnh hắn là chủ nhân bút đại đạo. Đã 3 ngày kể từ khi 2 người rời khỏi ngôi sao màu xanh, trong 3 ngày qua Diệp Quân đã đi theo chủ nhân bút đại đạo xuyên qua các tinh không. Đến nay hắn đã đi qua không biết bao nhiêu tinh vực, phải biết rằng với sức mạnh bây giờ của họ, gần như là một ý nghĩ có thể vượt qua một tinh vực. Vũ trụ rộng lớn, mênh mông vô tận. Lúc này Diệp Quân bỗng hỏi, tiền bối, có thể nói một chút về đế quốc Vĩnh Dạ không? Chủ nhân bút đại đạo nói, một nền văn minh rực rỡ khác. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, một cái khác ư. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, văn minh võ đạo của họ rất cao, nhất là gia tộc Vĩnh Dạ của đế quốc Vĩnh Dạ này. Các gia chủ của gia tộc họ đều tu luyện vương đạo, một phương thức tu đạo đặc biệt sử dụng sức mạnh nguyện vọng của chúng sinh để tạo ra sức mạnh. Diệp Quân nói, sức mạnh tín ngưỡng. Chủ nhân bút đại đạo nói, gần giống vậy, nhưng có khác biệt là sức mạnh nguyện vọng mạnh hơn cả sức mạnh tín ngưỡng. Diệp Quân nhíu mày, là sao? Chủ nhân bút đại đạo nói, chuyện này phải nói một chút về chế độ hệ thống của đế quốc Vĩnh Dạ. Ở đế quốc Vĩnh Dạ, ngoài gia tộc Vĩnh Dạ gia tộc thì còn một gia tộc khác tên là gia tộc Vĩnh Hằng. 2 gia tộc này vốn là cùng dòng dõi, tổ tiên của gia tộc Vĩnh Hằng là một phân nhánh của gia tộc Vĩnh Dạ, đó là một người phụ nữ, rất nghịch thiên, sau khi rời khỏi gia tộc Vĩnh Dạ, tộc phả mở ra một trang mới. Nghe đến đây, vẻ mặt Diệp Quân hơi thay đổi. Tộc phả mở ra một trang mới. Nghe có vẻ rất lợi hại. Chủ nhân bút đại đạo bỗng nhìn Diệp Quân, sao thế? Cậu cũng muốn tộc phả mở ra một trang mới à? Diệp Quân vội lắc đầu, không, ta chưa từng có suy nghĩ này. Đùa à, bây giờ mà tộc phả mở ra một trang mới, e là không biết mình chết thế nào đấy. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, ta thấy cậu có suy nghĩ này đấy. Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo nói tiếp, sau đó, 2 gia tộc cứ luôn tranh giành quyền cai quản đế quốc Vĩnh Dạ. Một lần kia nội loạn gây ra thương tổn cực kỳ lớn với đế quốc Vĩnh Dạ. Diệp Quân nói, cuối cùng ai thắng? Chủ nhân bút đại đạo nói, đều thắng cả. Diệp Quân khó hiểu. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, cậu có biết làm sao để có hoàng đế của đế quốc Vĩnh Dạ không? Diệp Quân hỏi, làm thế nào? Chủ nhân bút đại đạo nói, liều mạng. Diệp Quân sửng sốt. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân. Mỗi hoàng đế ở chỗ họ chỉ có thể làm tối đa 300 năm, trong 300 năm, hoàng đế có thể tu luyện công pháp mạnh nhất của họ tâm pháp phương đạo, mà nếu là hoàng đế được lòng dân thì tất cả mọi người sẽ lại chọn người đó. Ngược lại, hắn làm xong 300 năm thoái vị, sau khi thoái vị sẽ không còn cách nào tu luyện vận khí vương đạo nữa, thế nên mỗi vị hoàng đế đều sẽ dốc toàn lực nhận được sự yêu thích và công nhận của người dân. Diệp Quân không nói gì, lần đầu tiên hắn nghe đến hình thức chế độ này. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, cứ 300 năm 2 gia tộc đều sẽ cử ra một người xuất sắc để tranh đoạt vị trí hoàng đế. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Quân, lần này vừa vặn là ngày họ tranh đoạt đế vị, sau khi chúng ta qua đó, trước tiên cứ quan sát họ, bên nào thắng thì chúng ta hợp sức với bên đó, dù sao 2 gia tộc cũng đều có huyết mạch vương đạo. Diệp Quân bỗng nói, tiền bối, trước đó ông nói trong người ta có 3 loại huyết mạch, hơn nữa hình như ông cũng rất quen thuộc. Có thể nói cho ta biết huyết mạch thứ 3 của ta không? Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, hơi ngạc nhiên, cậu không biết à? Diệp Quân gật đầu, không biết. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, vậy thì cậu cứ đợi đi.
Diệp Quân nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo nói, cậu trước tiên cứ tìm hiểu rõ huyết mạch phong mà vào huyết mạch viêm hoàng rồi tính sau. Diệp Quân trầm giọng nói, huyết mạch thứ ba mạnh hơn huyết mạch phong mà vào huyết mạch viêm hoàng à? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, phải. Diệp Quân híp mắt, không thể nào, huyết mạch phong ma. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, mạnh hơn huyết mạch phong ma thật, có thể nói là huyết mạch hàng đầu về ý nghĩa thật sự. Diệp Quân trầm giọng nói, cha ta là huyết mạch phong ma, mẹ ta là huyết mạch viêm hoàng, vậy nguồn gốc của loại huyết mạch thứ ba ở đâu? Chủ nhân bút đại đạo khẽ cười không nói. Diệp Quân cạn lời. Ông già này cứ thích ấp a ấp úng. Mẹ nó chứ. Thật muốn đánh cho ông ta một trận. Chủ nhân bút đại đạo không muốn thảo luận về loại huyết mạch thứ ba với Diệp Quân nữa. Diệp Quân cũng không còn cách nào khác nhưng hắn vẫn rất tò mò. Sức mạnh của huyết mạch này không thể không có nguồn gốc mà tồn tại được, trừ khi huyết mạch của mình thay đổi, nếu không chắc chắn phải có nguồn gốc. Mà hắn chưa từng thay đổi huyết mạch của mình, hay nói cách khác chắc chắn huyết mạch này phải có lai lịch. Mạnh hơn huyết mạch phong ma. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, lẽ nào tên này đang trêu mình? Lúc này, chủ nhân bút đại đạo bỗng nói, ta biết cậu từ chối vấn đề hôn nhân sắp đặt nhưng lần này, nếu chúng ta được đế quốc vĩnh dạ hỗ trợ thì có thể kéo dài thêm thời gian cho cậu. Cậu cần thời gian nhưng chỉ dựa vào chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên là không được. Diệp Quân không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, lại nói, năm đó ông nội cậu cũng theo hôn nhân sắp đặt đấy. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, ông ta nghiêm túc nói, thật đấy, ông ta cưới rất nhiều vợ, trong đó cũng có rất nhiều mối hôn nhân sắp đặt. Nói rồi ông ta hơi chột dạ, lén nhìn xung quanh. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, tiền bối, chúng ta đến đây có mục đích, người ta lại chẳng phải kẻ ngốc, sao có thể? Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu khẽ cười, cậu đó, vẫn còn quá ít trải nghiệm. Diệp Quân hơi khó hiểu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chủ nhân bút đại đạo khẽ nói, người trong ở hoàng tộc ai lại không muốn có được quyền lực và sức mạnh tối thượng chứ? Dù có là ở ngôi sao màu xanh thì cũng rất xem trọng môn đăng hộ đối, thích kết thông gia với nhà giàu chứ đừng nói là ở nơi đó của họ. Diệp Quân im lặng. Chủ nhân bút đại đạo nói tiếp, cho dù thế nào, lần này chúng ta phải có được sự hỗ trợ của đế quốc vĩnh dạ, nếu không. Ánh mắt ông ta lóe lên vẻ lo lắng, một khi đám tuế nguyệt nghịch lưu giả ra tay, lúc đó tình cảnh của chúng ta sẽ trở thành rất rất khó khăn. Diệp Quân nhìn tận cuối tinh không ở phía xa không nói gì thêm. Bất lực. Lúc này hắn đã hiểu tại sao lại bất lực, nhiều lúc không phải ngươi muốn thế nào thì có thể thế ấy được. Kiếm của mình còn lâu mới có thể thích làm gì thì làm như của mấy người cô. Lúc này chủ nhân bút đại đạo bỗng nói, ta đã cho người đi điều tra đám tuế nguyệt nghịch lưu giả đó rồi. Diệp Quân không suy nghĩ nữa, nhìn chủ nhân bút đại đạo điều tra. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, chúng ta vẫn phải nắm rõ thực lực và thông tin của đám tuế nguyệt nghịch lưu giả, nếu không đến lúc đó chúng ta sẽ bị thua thiệt. Diệp Quân hơi tò mò, ông bảo ai đi điều tra. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, bí mật. Diệp Quân lắc đầu cười. Chủ nhân bút đại đạo khẽ nói, cậu nhóc, lần này ta lấy hết những gì ta có cho cậu. Hơn nữa ta còn gây thù với đám người kia, cậu phải biết ta và họ vốn dĩ là nước sông không phạm nước giếng, nhưng bây giờ ta chủ động trở thành kẻ thù với họ. Ta nói cho cậu biết, đến lúc đó cậu không thể lừa gạt ta, nếu không cậu không phải là người. Diệp Quân nói, tiền bối, nếu đến lúc đó ta không nghĩ ra cách tốt hơn thì cứ làm theo ý ông. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, sau đó nói, ta tin cậu. Diệp Quân nói, tiền bối, có phải trước đây ông cũng muốn chọn cha ta không? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu. Diệp Quân hơi khó hiểu, vậy tại sao sau đó ông không chọn ông ấy? Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, cha người quá mức khoe khoang, hơn nữa thích trêu chọc người khác, chọn ông ta sợ bị ông ta gạt đến cái nịt cũng chẳng còn. Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, mặc dù cậu cũng không phải người thật thà, nhưng nói thật thì cậu không ra vẻ nên ta chọn cậu. Diệp Quân khẽ cười. Chủ nhân bút đại đạo nhìn vào chỗ sâu trong tinh không, khẽ nói, thế giới này đã hỗn loạn quá nhiều năm, cần có một trật tự có thể làm cho vũ trụ và tất cả các sinh vật có thể bình yên phát triển. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, vẻ mặt phức tạp,
lúc đầu hắn cũng khá phòng bị chủ nhân bút đại đạo, nhưng giờ xem ra người này cũng không phải là người xấu. Thiết lập một trật tự hoàn toàn mới. Diệp Quân nhắm hai mắt lại, bây giờ hắn không chỉ nghĩ đến vũ trụ quan huyên mà là toàn vũ trụ. Hắn không thể không nghĩ. Khó không? Dĩ nhiên là rất khó. Lúc này chủ nhân bút đại đạo bỗng nói, chúng ta sắp đến tinh vực vĩnh dạ rồi. Diệp Quân nhìn phía đằng xa, ánh sao của tinh không phía xa kia ít đi rất nhiều. Diệp Quân hơi tò mò, tiền bối, tại sao đế quốc vĩnh dạ lại tự phong bế mình? Chủ nhân bút đại đạo nói, có hai lý do, thứ nhất là họ không có nhiều hứng thú với thế giới bên ngoài, thứ hai là họ không muốn người bên ngoài bước vào nơi của họ, dù sao họ cũng có năng lượng vĩnh hằng, không muốn bị vũ trụ bên ngoài lăm le, dẫn đến tai họa, nhất là đám tuế nguyệt nghịch lưu giả. Diệp Quân trầm giọng nói, trước đây ta rất hiếm khi thấy tuế nguyệt nghịch lưu giả, tại sao bây giờ họ lại xuất hiện thường xuyên thế? Chủ nhân bút đại đạo nói, trước đây họ vẫn luôn bị pháp tắc tuế nguyệt và pháp tắc đại đạo ràng buộc, muốn từ quá khứ đến tương lai thì sẽ bị nhắm vào, nhưng bây giờ... Diệp Quân nói, tông chủ của quá khứ tông chống lại được pháp tắc tuế nguyệt và pháp tắc đại đạo à? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, ừ. Diệp Quân lặng thinh. Chủ nhân bút đại đạo khẽ nói, người phụ nữ đó, đúng là khiến người khác đau đầu. Diệp Quân nói, lần đầu khi ta gặp người đó muốn giết ta. Chủ nhân bút đại đạo nói, vì người đó biết cậu có khả năng là một biến số, nhưng lúc đó bị chân thần ngăn lại. Diệp Quân còn muốn hỏi thêm, chủ nhân bút đại đạo bỗng nói, chúng ta đến rồi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ nhìn về phương xa, lúc này họ đã tiến vào một tinh vực. Xung quanh yên tĩnh như tờ, ánh sao cực kỳ tối, mang theo cảm giác áp bức nặng nề. Ngay lúc này một uy lực đáng sợ bỗng xuất hiện ở xung quanh, uy lực cực mạnh đó bao phủ lấy hai người. Diệp Quân híp mắt lại, khí tức này ít nhất là mệnh vận đại đế. Chủ nhân bút đại đạo sửa sang lại quần áo, sau đó bước đến trước, đi nói với hoàng đế các ngươi có chủ nhân bút đại đạo đến, bảo ông ta mau ra chào đón. Chủ nhân bút đại đạo. Một giọng nói vang lên từ đằng xa tinh không. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, cười nói, phải. Giọng nói đó im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói, không quen, cút. Diệp Quân. Không quen hả? Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, vẻ mặt hơi kỳ lạ, thể diện người này, hình như không lớn lắm. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo hơi khó coi, ông ta nhìn chằm chằm phía xa, sầm mặt, ngươi chắc là ngươi không quen ta chứ? Lúc này thời không cách trước mặt hai người cả ngàn trượng bỗng chuyển động, sau đó thời không nứt lìa, một ông lão bước ra. Ông lão mặc một bộ áo bào màu xám, cả người trông rất gầy gò, tóc bạc phơ, ánh mắt hơi lạnh lùng, khí tức ông ta bao quanh lấy hai người Diệp Quân. Khí tức này còn mang theo ý thù địch. Ông lão áo bào xám nhìn chủ nhân bút đại đạo, ánh mắt lạnh lùng chế giễu, sao nào, người rất có danh tiếng à? Nghe ông lão áo bào xám nói thế, Diệp Quân hơi nghi ngờ, tên này không quen chủ nhân bút đại đạo thật à? Theo lý cũng chắc không phải thế chứ. Dù sao trước đó nghe ý của chủ nhân bút đại đạo thì ông ta chắc chắn quen biết với bên này, hơn nữa cũng từng nói người ở đây sẽ nể mặt ông ta. Lẽ nào những lời ông ta chỉ để khoe khoang? Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, hắn nhận ra sắc mặt chủ nhân bút đại đạo cực kỳ khó coi. Diệp Quân do dự, sau đó quyết định giải vây. Hắn nhìn ông lão áo bào xám cười nói, vị tiền bối, hai bọn ta đến từ vũ trụ quan huyên. Ông lão áo bào xám lại không nể mặt gì cả, ngắt lời Diệp Quân, ta không quan tâm hai người các ngươi đến từ vũ trụ nào, nếu không muốn chết thì cút ra ngoài, ngay lập tức. Nói rồi một uy lực bao vây chặt lấy hai người Diệp Quân. Diệp Quân nhìn ông lão áo bào xám, sau đó lại nhìn chủ nhân bút đại đạo, tiền bối, thể diện của ông, ta không có ý gì khác. Ta biết thực lực và danh tiếng của tiền bối, chuyện này chắc là hiểu lầm, ừ, hiểu lầm. Nói xong, hắn lùi sang một bên. Chủ nhân bút đại đạo chằm chằm ông lão áo bào xám, ông lão áo bào xám thấy hai người đều không có ý định rời đi, trong mắt hiện lên sát khí, đang định lập tức ra tay thì lúc này chủ nhân bút đại đạo bỗng phất tay áo. Rầm, một tiếng nổ vang lên, ông lão áo bào xám bị văng ra xa mấy vạn trượng. Khi ông ta dừng lại chỉ còn lại linh hồn. Lúc này ông lão áo bào xám ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Ông ta thấy cơ thể mình đã nát bấy,
trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Ngay cả một chiêu mà mình cũng không đỡ được sao? Ông lão áo bào xám ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân bút đại đạo, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, ngươi là ai? Chủ nhân bút đại đạo không cảm xúc nói, hai bọn ta không cút đâu, nào, đến đây giết đi. Nghe chủ nhân bút đại đạo nói thế, khóe miệng Diệp Quân khẽ giật, ông ta lại sắp khoe mẽ rồi. Ông lão áo bào xám cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, ông ta biết có lẽ ông ta đã chọc đến một cường giả thật sự rồi. Nhưng ông vẫn không hoảng loạn. Dù sao đằng sau ông ta là đế quốc Vĩnh Dạ. Nghĩ đến đây, ông lão áo bào xám lại thêm phần tự tin, ông ta nhìn chủ nhân bút đại đạo nói, đây là ranh giới đế quốc Vĩnh Dạ. Chủ nhân bút đại đạo giơ tay lên tát một cái. Bốp! Ông lão áo bào xám bị văng ra xa vạn trượng. Lúc ông ta dừng lại, linh hồn đã sắp trong suốt, hư ảo. Chủ nhân bút đại đạo nhìn ông ta đang đánh đế quốc Vĩnh Dạ của ngươi đấy. Diệp Quân! Lúc này cuối cùng ánh mắt ông lão áo bào xám cũng hiện lên vẻ sợ hãi, vì ông ta nhận ra người trước mặt này dám giết mình thật. Ông ta lấy một viên đá truyền âm ra, sau đó bóp nát. Quả quyết gọi người. Diệp Quân ở bên cạnh chủ nhân bút đại đạo do dự, sau đó nói, ông ta gọi người rồi, chúng ta có cần tạm thời tránh đi không? Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, lạnh nhạt nói, cần thế sao? Diệp Quân không nói gì. Hôm nay chủ nhân bút đại đạo muốn khoe khoang đến cùng rồi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn ông lão áo xám phía xa, trầm giọng nói, chẳng phải gọi người sao? Nào, cố gắng gọi cho ta đi. Tốt nhất là gọi vị hoàng đế khai quốc của đế quốc Vĩnh Dạ ấy, ta muốn xem thử đế quốc Vĩnh Dạ các ngươi lợi hại cỡ nào. Ông lão áo xám nhìn chủ nhân bút đại đạo, trong mắt đầy vẻ kiêng dè. Người này có vẻ không tầm thường. Chủ nhân bút đại đạo. Ông lão áo xám cau mày trầm tư một lúc, thế nhưng ông ta vẫn không có ấn tượng gì, ông ta quả thật chưa từng nghe đến tên người này. Ngay lúc này, mười mấy khí tức cực mạnh bỗng xuất hiện ở phía xa tinh không. Diệp Quân nheo mắt, khí tức này thấp nhất cũng là cấp bậc mệnh vận đại đế. Diệp Quân khá ngạc nhiên, tùy tiện có thể xuất hiện hơn 10 vị mệnh vận đại đế, đế quốc Vĩnh Dạ này đúng là không tầm thường chút nào. Đúng lúc này, một nhóm cường giả xuất hiện cách Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo không xa, dẫn đầu là một cô gái. Mặc dù là phụ nữ nhưng lại mặc quần áo của nam, cô ta mặc một chiếc áo bào màu ngọc, còn treo ngọc bội ở thắt lưng, mày liễu mắt phượng. Mái tóc được buộc bằng chiếc châm ngọc tạo thành búi tóc hình cầu, đứng ở đó, xinh đẹp, tuấn tú. Cô gái cúi chào chủ nhân bút đại đạo, vãn bối chỉ ngôn chào tiền bối. Chủ nhân bút đại đạo nhìn cô gái, cô biết ta à? Cô gái mỉm cười, ta từng nghe người lớn trong nhà nhắc đến tên của tiền bối. Người lớn trong nhà thường nói lúc đầu nếu nhờ tiền bối giúp đỡ, đế quốc Vĩnh Dạ cũng không thể nào dựng nước được. Hôm nay... thuộc hạ có mắt không tròng đắc tội với tiền bối, ta thay mặt ông ta xin lỗi tiền bối. Nói rồi cô ta cung kính cúi người với chủ nhân bút đại đạo. Các cường giả ở đằng sau cô ta cũng đều hành lễ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt ông lão áo xám trở nên cực kỳ khó coi, ông ta nhìn chủ nhân bút đại đạo, ánh mắt đầy vẻ kinh sợ, rốt cuộc người này có lai lịch gì. Chủ nhân bút đại đạo nhìn cô gái, người lớn trong nhà cô là ai? Cô gái nói, Tống Tiên. Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày, là ông ta. Cô gái gật đầu, đúng thế. Chủ nhân bút đại đạo nhìn cô gái, ông ta còn sống không? Sắc mặt cô gái tối sầm lại, 10 năm trước tuổi thọ đã tận, đã ra đi. Chủ nhân bút đại đạo khẽ lắc đầu, ta còn nhớ năm đó gặp ông ta là 5.000 vạn năm trước, khi đó ông ta khí phách hiên ngang, uy nghiêm vượt qua đại đạo, làm người ung dung tự tại nhất thế gian. Không ngờ chưa gặp lại thì người đã. Ông ta vừa nói vừa thấp giọng thở dài. Cô gái nói, người tu đạo đều là nghịch thiên từ lúc bắt đầu tu đạo, bất kể có là kết cục gì cũng đều là tự chuốc lấy, không thể oán trách người khác. Chủ nhân bút đại đạo nhìn cô gái, bây giờ nhà họ Tống do cô làm chủ à? Cô gái gật đầu, vâng. Chủ nhân bút đại đạo khẽ gật đầu, cô khá đấy. Cô gái mỉm cười, sau đó nói. Lần này tiền bối đến đây là vì. Chủ nhân bút đại đạo nói, sắp đặt một cuộc hôn nhân. Cô gái sửng sốt. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân bên cạnh, vị này là Diệp Quân ở vũ trụ quan huyên, lần này cậu ta đại diện cho chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên.
Chân vũ trụ. Nghe chủ nhân bút đại đạo nói thế, cô gái khá ngạc nhiên, là chân vũ trụ mà chân thần đã xây dựng nên ư. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu. Cô gái nhìn Diệp Quân, trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Mặc dù bọn họ không thể đi ra ngoài nhưng không có nghĩa là họ không biết chút gì về thế giới bên ngoài. Năm đó chân thần đã từng xông đến đây, mà lúc đó vị chân thần này quả thật là vô cùng đáng sợ. Một mình cô ta quét sạch tất cả các cường giả đỉnh cấp ở đế quốc Vĩnh Dạ lúc đó, cả đế quốc Vĩnh Dạ không ai là đối thủ của cô ta. Từ sau đó, mặc dù đế quốc Vĩnh Dạ vẫn là Vĩnh Dạ giới phong bế nhưng cũng sẽ tìm hiểu một chút chuyện ở bên ngoài. Nhất là chân vũ trụ. Lúc này, chủ nhân bút đại đạo bỗng nói, cuộc tuyển chọn sắp bắt đầu rồi à? Cô gái thôi suy nghĩ, gật đầu, một tháng sau chính thức bắt đầu. Chủ nhân bút đại đạo hỏi, người tranh cử đế vị lần này là ai? Cô gái nói, gia tộc Vĩnh Dạ là Dạ An Quân, gia tộc Vĩnh Hằng là Dạ Thư Nhu. Chủ nhân bút đại đạo nói, nhà họ Tống các cô ủng hộ cho ai? Cô gái chớp mắt không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, không ngại khi ta đến nhà họ Tống làm khách chứ. Cô gái nói, dĩ nhiên là cầu còn không được, tiền bối, Diệp công tử, mời. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, sau đó nhìn Diệp Quân, đi thôi. Diệp Quân khẽ gật đầu, hai người đi theo cô gái biến mất ở tận cuối tinh không. Khi đi ngang tinh vực tĩnh lặng, mọi người đến một vùng biên giới vũ trụ, nhưng khác với những nơi khác là biên giới của vũ trụ này có thể đóng mở, chẳng khác gì một cánh cửa. Sau một loạt động tác của cô gái, biên giới vũ trụ trở nên mờ dần, mọi người lập tức bước vào trong đó. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo xuất hiện trước một cửa thành, thành trước mặt vô cùng hùng vĩ, tường thành cao đến cả trăm trượng, rộng không có ranh giới, những người đứng trước cổng thành dường như rất nhỏ bé. Diệp Quân nhìn bên trên cổng thành, trên đó có ba chữ lớn, thành Vĩnh Dạ. Lúc này, cô gái ở một bên bỗng cười nói, đây là vương thành của đế quốc Vĩnh Dạ, cũng là thành lớn nhất của đế quốc Vĩnh Dạ bọn ta, đủ để cho 1 tỷ người dân sinh sống. Diệp Quân khẽ gật đầu, rất đồ sộ. Cô gái cười nói, mời hai vị. Không lâu sau, hai người Diệp Quân đi theo cô gái đến Tống Phủ cũng là một gia tộc lớn, đệ phủ cực kỳ khí khái. Cô gái dẫn hai người vào đại điện, sau đó nhìn Diệp Quân cười nói, không biết lần này gia tộc nào lọt vào mắt xanh của hai vị. Chủ nhân bút đại đạo nói, ai thắng thì bọn ta chọn người đó. Cô gái gật đầu. Dường như cũng đã đoán được câu trả lời này. Diệp Quân do dự, sau đó nói, tiền bối, cũng phải xem người ta có đồng ý hay không nữa. Chủ nhân bút đại đạo nói, nếu để họ biết cậu có 3 loại huyết mạch đặc biệt, con gái của hai nhà sẽ tự để cho cậu chọn. Diệp Quân trầm giọng nói, ông làm giống như ta bán máu vậy. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, ta biết cậu muốn nói chuyện với họ trước, xem có thể liên minh hay không, cũng không phải là không được. Đến lúc đó cậu có thể nói với họ, nếu không được, vậy thì nói đến chuyện hôn nhân. Diệp Quân im lặng. Dĩ nhiên hắn từ chối mấy chuyện hôn nhân sắp đặt này, hắn nghĩ vũ trụ kiếp là chuyện của mọi người, thật ra mọi người có thể nói chuyện với nhau. Đương nhiên hắn cũng biết khả năng đàm phán được không lớn nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Chủ nhân bút đại đạo bỗng nhìn cô gái, Tống cô nương, không được nói với bên ngoài chuyện bọn ta đến đây. Trong khoảng thời gian này bọn ta sẽ ở đây quan sát, xem thử trong hai nhà có nhà nào thích hợp với bọn ta. Tống Chỉ Ngôn gật đầu, được. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, ta muốn đến một nơi xem thử mấy người bạn cũ còn bao nhiêu người còn sống. Nói đến đây, ông ta nhìn Tống Chỉ Ngôn, Tống cô nương, trong khoảng thời gian này cô có thể dẫn cậu ta đi tìm hiểu thêm về đế quốc Vĩnh Dạ, nếu được thì hãy dẫn cậu ta đi gặp con gái của hai gia tộc để làm quen. Mặc dù nói là hôn nhân sắp đặt nhưng ta nghĩ nếu có thể tự do yêu đương thì càng tốt. Tống Chỉ Ngôn nhìn Diệp Quân sắc mặt hơi khó coi, mỉm cười, được. Chủ nhân bút đại đạo đứng dậy định đi, nhưng nghĩ đến điều gì, ông ta nhìn Diệp Quân, cậu sẽ không gây chuyện đấy chứ. Diệp Quân nói, ta là người tri thức. Chủ nhân bút đại đạo nói, đừng làm loạn gây rắc rối cho ta. Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo ngẫm nghĩ, sau đó nói. Lần này chúng ta đến đây là để kết bạn với họ, không phải đến để gây thù, thế nên cậu phải khiêm tốn một chút. Diệp Quân nói, người ta bắt nạt ta trước thì sao?
Chủ nhân bút đại đạo nói, nhẫn nhịn một chút cho qua. Diệp Quân hỏi, nếu gặp phải người giống ông lão áo xám lúc nãy thì sao? Chủ nhân bút đại đạo im lặng một lúc rồi nói, cố gắng làm cho sạch sẽ một chút, đừng để lại hậu họa. Diệp Quân cười nói, chắc chắn rồi. Chủ nhân bút đại đạo khẽ cười, sau đó định đi, Diệp Quân bỗng nói, ta tiễn ông. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn rồi gật đầu. Nhìn hai người đều đi, Tống Chỉ Ngôn đứng trong điện suy nghĩ điều gì đó. Hai người ra khỏi đại điện, Diệp Quân bỗng nói, tiền bối, ta có ý này. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, nói đi. Diệp Quân thấp giọng nói vài câu. Nghe Diệp Quân nói thế, chủ nhân bút đại đạo bật cười, quả nhiên ta không nhìn lầm cậu, đầu óc tên nhóc cậu không thua gì cha cậu cả, hơn nữa cậu còn không giống cha cậu nữa, cậu ngoài mặt thì có vẻ thành thật hiền lành nhưng thật ra lại là người mưu trí, cẩn thận. Về sau ta phải đề phòng cậu một chút. Diệp Quân mỉm cười, xem ra chúng ta có cùng ý nghĩ rồi. Nói xong, hai người nhìn nhau cười hệt như hai con hồ ly. Chủ nhân bút đại đạo như nghĩ đến điều gì, nói, nhưng cậu vẫn có thể đi gặp hai tuyển thủ này, ngộ nhớ tính cách của hai người khác biệt thì sao? Diệp Quân gật đầu, mong là thế. Chủ nhân bút đại đạo khẽ cười không nói gì nữa, sau đó biến mất ở tận cuối chân trời. Diệp Quân đứng đó lặng thinh hồi lâu, sau đó xoay người quay lại vào điện. Trong điện, Tống Chỉ Ngôn nhìn Diệp Quân, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Cảm nhận được ánh mắt của Tống Chỉ Ngôn, Diệp Quân cười nói, Chỉ Ngôn cô nương, cô nhìn ta làm gì? Tống Chỉ Ngôn mỉm cười, vẻ mặt rất tự nhiên, Diệp công tử, ngươi là kiếm tu à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Tống Chỉ Ngôn nói, tu vi kiếm tu của Diệp công tử là tu vi mạnh nhất ta từng thấy. Diệp Quân hỏi ngạc nhiên, cô gái này thế mà có thể cảm nhận được tu vi kiếm đạo của hắn. Hiện giờ cảnh giới kiếm đạo của hắn là bán bộ nhập thần, hắn không hề để lộ tu vi kiếm đạo của mình ra, vẫn luôn che giấu khí tức của mình, nhưng hắn không ngờ cô gái trước mặt có thể cảm nhận được. Tống Chỉ Ngôn lại nói, Diệp công tử, nghe ý của ngươi lúc nãy, hình như ngươi không muốn hôn nhân sắp đặt lắm nhỉ? Diệp Quân gật đầu, ừ. Tống Chỉ Ngôn khó hiểu, tại sao? Diệp Quân cười nói, Chỉ Ngôn cô nương, cô thích cuộc hôn nhân mà hai người ở bên nhau vì lợi ích không? Tống Chỉ Ngôn ngẫm nghĩ rồi nói, ai mà không muốn tìm được người mình thích, dĩ nhiên ta cũng không ngoại lệ, chỉ là Diệp công tử nên hiểu rõ những người như chúng ta thường không có lựa chọn, nhất là trong chuyện đại sự như kết hôn, càng không thể muốn làm gì cũng được. Diệp Quân khẽ cười, sau đó nói, Chỉ Ngôn cô nương, gia tộc Vĩnh Dạ và gia tộc Vĩnh Hằng, bên nào dễ nói chuyện hơn? Tống Chỉ Ngôn nói, vừa không dễ nói chuyện, nhưng cũng rất dễ. Diệp Quân nói, phụ thuộc vào thực lực của ta à? Tống Chỉ Ngôn nhìn Diệp Quân, cười nói, đúng thế, nếu thực lực của Diệp công tử đủ mạnh thì họ rất dễ nói chuyện, nếu không đủ. Diệp Quân im lặng không nói. Lợi ích. Với các gia tộc đỉnh cấp này, làm việc gì cũng liên quan đến lợi ích. Nếu mình muốn liên minh với họ thì chắc chắn phải có lợi ích khiến họ lung lay mới được. Khó quá. Diệp Quân thầm thở dài. Tống Chỉ Ngôn bỗng nói, Diệp công tử, nếu ngươi không muốn hôn nhân sắp đặt thì cũng không phải không có cách. Diệp Quân nhìn Tống Chỉ Ngôn, ý cô nương là muốn ta ủng hộ một bên, giúp đỡ một bên đăng cơ ngay bây giờ. Nghe Diệp Quân nói thế, Tống Chỉ Ngôn sửng sốt, người đàn ông này rất thông minh, cô ta nhìn Diệp Quân chằm chằm. Lúc này cô ta cảm thấy không thể xem thường Diệp Quân nữa. Diệp Quân lại nói, nhưng ta nghe nói, hoàng đế ở đây đều dựa vào tranh đấu tuyển chọn. Tống Chỉ Ngôn cười nói, đúng là như thế, nhưng nếu không có thực lực mạnh ủng hộ, đối phương sẽ không có tư cách được chọn, có thể nói mỗi một người được chọn đều sẽ có rất nhiều gia tộc giàu có ở sau lưng chống đỡ. Diệp Quân lặng thinh, hắn đã hiểu đại khái rồi. Được mọi người bầu chọn. Nhưng nếu không có thực lực thì chẳng có tư cách để chọn nữa. Hơn nữa nhìn thế trận hiện giờ, dù ngươi có bước ra chọn nhưng nếu không có thế lực mạnh chống lưng, e là cũng chẳng được gì. Trò chơi quyền lợi. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, hắn nhìn Tống Chỉ Ngôn, Chỉ Ngôn cô nương muốn ta đứng về phía ai? Tống Chỉ Ngôn nói, Dạ Thư Nhu của gia tộc Vĩnh Hằng. Diệp Quân hỏi, tại sao? Tống Chỉ Ngôn cười nói, vì ta cũng ủng hộ cô ta.
Diệp Quân lắc đầu, Chỉ Ngôn cô nương đúng là rất thẳng thắn. Tống Chỉ Ngôn mỉm cười, sau đó nói, Diệp công tử, nếu ngươi đồng ý giúp đỡ cô ta, chỉ cần cô ta bước lên đế vị, mọi người có thể thương lượng. Diệp Quân nói, khả năng thắng của Dạ Thư Nhu cô nương rất thấp à. Tống Chỉ Ngôn sửng sốt, đang định lên tiếng thì Diệp Quân lại nói, nếu xác suất thắng của cô ta rất cao, Chỉ Ngôn cô nương chắc sẽ không nói những lời này với ta, đúng chứ? Tống Chỉ Ngôn thấp giọng thở dài, Diệp công tử lanh trí khiến ta ngạc nhiên lắm đấy, như Diệp công tử nói đó, Thư Nhu quả thật không có phần thắng nhiều. Diệp Quân hỏi, bao nhiêu phần trăm? Tống Chỉ Ngôn nói, 30%. Diệp Quân cười nói, vậy tại sao ta không giúp gia tộc Vĩnh Dạ? Tống Chỉ Ngôn mỉm cười, nếu ngươi giúp gia tộc Vĩnh Dạ, họ chắc chắn sẽ không muốn thương lượng với ngươi, vì họ đã nắm chắc phần thắng, nhưng nếu ngươi đến giúp Thư Nhu, một khi giúp cô ta lật ngược thế cờ, đến lúc đó có thể nói về bất cứ điều gì. Diệp Quân im lặng không nói. Tống Chỉ Ngôn lại nói, Diệp công tử, ta tin chỉ cần ngươi đồng ý giúp Thư Nhu, khả năng cô ấy thắng toàn trận cũng rất cao. Chân Vũ Trụ. Đó là một thế lực khổng lồ, cần tiền có tiền, cần người có người, chỉ cần trước khi gia tộc Vĩnh Dạ bước lên đế vị, nếu Chân Vũ Trụ đồng ý giúp gia tộc Vĩnh Hằng, đó là cơ hội xoay chuyển cực kỳ tốt. Diệp Quân nói, ta muốn gặp hai tuyển thủ này. Tống Chỉ Ngôn khẽ gật đầu, nên như vậy. Cô ta biết người đàn ông trước mặt này muốn tự mình chọn. Diệp Quân lại nói, Chỉ Ngôn cô nương, đừng tiết lộ thân phận của ta với gia tộc Vĩnh Hằng, được không? Tống Chỉ Ngôn gật đầu, được. Diệp Quân gật đầu, cảm ơn. Tống Chỉ Ngôn cười nói, tối nay gia tộc Vĩnh Hằng có tổ chức tiệc, những gia tộc lớn và tông môn giúp đỡ gia tộc Vĩnh Hằng đều sẽ đến, Diệp công tử có thể đi cùng với ta. Diệp Quân gật đầu, ừ. Tống Chỉ Ngôn gật đầu, thân phận của Diệp công tử, cứ nói Diệp công tử là anh họ của ta, được chứ? Diệp Quân gật đầu, được. Tống Chỉ Ngôn đứng lên mỉm cười, Diệp công tử nghỉ ngơi một lát đi, tối nay ta sẽ cho người đến mời Diệp công tử. Nói rồi cô ta xoay người đi. Diệp Quân bỗng nói, Chỉ Ngôn cô nương. Tống Chỉ Ngôn quay đầu lại nhìn Diệp Quân, hắn mỉm cười nói, đưa cho ta một ít quyền lịch sử của đế quốc Vĩnh Dạ, càng nhiều càng tốt. Tống Chỉ Ngôn gật đầu, ta hiểu rồi. Dứt lời, cô ta xoay người đi. Diệp Quân đứng lên quay về phòng mình, không lâu sau, một thị nữ xinh đẹp bước vào, thị nữ lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho Diệp Quân, cung kính nói, Diệp công tử, trong nhẫn có rất nhiều cổ vật, loại nào cũng có, nếu Diệp công tử thấy không đủ, đến lúc đó bọn ta có thể tìm cho Diệp công tử. Diệp Quân cất chiếc nhẫn đi, cười nói cảm ơn. Thị nữ vội nói, Diệp công tử khách sáo rồi, ta ở ngoài cửa, Diệp công tử có gì cần thì cứ nói bất kỳ lúc nào cũng được. Diệp Quân gật đầu, ừ. Thị nữ đi ra ngoài. Diệp Quân lấy sách cổ trong chiếc nhẫn ra, sau đó bắt đầu đọc. Hắn nhất định phải tìm hiểu về đế quốc Vĩnh Dạ này. Có hàng vạn cuốn sách cổ ở trong chiếc nhẫn. Diệp Quân không đọc từ cuốn này sang cuốn khác mà nhìn lướt qua tất cả các cuốn sách cổ bằng thần thức, sau đó giữ lại những kiến thức hữu ích đó, lọc ra những thứ vô dụng. Không lâu sau, Diệp Quân đã có sự hiểu biết chung về đế quốc Vĩnh Dạ. Lịch sử của đế quốc Vĩnh Dạ đã có trong hàng trăm triệu năm, người sáng lập ra là đế quân Vĩnh Dạ, năm đó ông ta một mình càn quét hàng trăm quốc gia ở Vĩnh Dạ giới, hơn nữa trấn áp vô số cường giả của các tông môn. Gia tộc lớn, cuối cùng thành lập đế quốc Vĩnh Dạ. Cũng chính vị Vĩnh Dạ đại đế này phong bế Vĩnh Dạ giới, không cho người bên trong ra ngoài, cũng không cho người ngoài vào trong. Về phần nguyên nhân, như chủ nhân Bút Đại Đạo đã nói, là vì muốn bảo vệ năng lượng này mãi mãi. Đế quốc Vĩnh Dạ đã phát triển rất nhiều năm, ngày càng mạnh nhưng cũng có một mối nguy cơ rất lớn. Đó là mấy chục triệu năm trước, một cô gái kỳ lạ bước ra từ đế quốc Vĩnh Dạ. Cô gái này bất mãn với đế quốc Vĩnh Dạ chỉ có thể cho đàn ông kế thừa hoàng vị, thế là cắt đứt với gia tộc Vĩnh Dạ đoạn tuyệt, rời khỏi gia tộc Vĩnh Dạ, mở ra một trang mới trong phả hệ. Gia tộc Vĩnh Dạ không còn cách nào khác với cô gái kỳ lạ này, vì cô gái quả thật quá mạnh. Mạnh đến mức linh hồn tiên tổ mà đế quốc Vĩnh Dạ triệu hồi cũng bị cô gái trấn áp. Trấn áp tiên tổ. Nhìn thấy thế, Diệp Quân cũng cảm thấy ngạc nhiên, cô gái này mạnh quá. Mở ra một trang mới trong phả hệ. Diệp Quân hơi ngưỡng mộ.
Cô gái kỳ lạ này không tiêu diệt gia tộc Vĩnh Dạ, nhưng từ nay về sau, hoàng vị không phải chỉ có gia tộc Vĩnh Dạ mới độc chiếm, gia tộc Vĩnh Hằng và gia tộc Vĩnh Dạ cùng nhau tranh cử. Sở dĩ chế độ này có thể được duy trì đến hôm nay là vì cô gái kỳ lạ này để lại linh hồn tiên tổ trong thành Vĩnh Dạ. Không chỉ thế, cô ta còn để lại một đội quân do chính cô ta thành lập ở thành Vĩnh Dạ, đội quân này có tên là quân đội Vĩnh Dạ, chỉ trung thành với Pháp Vĩnh Hằng mà cô ta giữ lại. Chỉ có những người trở thành hoàng đế trong cuộc tranh cử mới được họ cống hiến, mà thời gian chỉ có 300 năm. Đội quân Vĩnh Dạ này là điểm mấu chốt của sự cân đối. Cũng chính vì thế mà hai gia tộc đều phải làm theo quy tắc. Sau nhiều năm phát triển, thực lực của gia tộc Vĩnh Hằng ngày càng kém hơn gia tộc Vĩnh Dạ, gia tộc lớn này không chỉ hơn về nền tảng mà còn hơn về nhân tài. Gia tộc nào có nhiều nhân tài nhất thì gia tộc đó sẽ ngày càng mạnh trong tương lai. Rõ ràng là nhân tài mấy năm nay của gia tộc Vĩnh Dạ càng nhiều hơn. Diệp Quân phân tích ra được vài tình thế hiện nay từ trong sách cổ này. Bây giờ tình cảnh của gia tộc Vĩnh Hằng ngày càng không ổn, vì đã ba vị hoàng đế liên tiếp đều là người của gia tộc Vĩnh Dạ. Nếu lần này vẫn cứ thế, gia tộc Vĩnh Hằng có thể gặp nguy hiểm. Vì sau khi gia tộc Vĩnh Dạ nắm quyền, dĩ nhiên sẽ có gia tộc dìu đỡ, hơn nữa còn nắm giữ phần lớn năng lượng Vĩnh Hằng. Thế nên lần này là lần quan trọng nhất với gia tộc Vĩnh Hằng. Nếu lại thất bại thì gia tộc Vĩnh Hằng không còn khả năng trở mình nữa. Diệp Quân mở mắt ra, nếu mình giúp gia tộc Vĩnh Hằng bước lên đế vị, như chỉ ngôn nói đó, chắc chắn có thể thương lượng bất kỳ chuyện gì. Chỉ là gia tộc Vĩnh Dạ này. Diệp Quân trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp người tranh cử, lên kế hoạch chu đáo rồi mới hành động. Vì một khi chọn sai, có khả năng không thể hợp tác được với đế quốc Vĩnh Dạ. Diệp Quân lắc đầu cười. Hắn nhận ra bây giờ đúng là ngày càng khó khăn. Không chỉ muốn đánh nhau mà còn phải động não. Ngay lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Quân thôi suy nghĩ, nhìn về phía cửa, mời vào. Cửa mở ra, Tống Chỉ Ngôn bước vào, cô ta nhìn Diệp Quân mỉm cười nói, Diệp công tử, chúng ta nên đến yến tiệc rồi. Diệp Quân quay đầu lại nhìn ra bên ngoài, lúc này trời đã tối. Diệp Quân gật đầu, ừ. Hắn vừa nói vừa đứng lên rời khỏi phòng đi theo Tống Chỉ Ngôn. Sau khi hai người ra khỏi Tống Phủ, lên một chiếc xe ngựa sang trọng, vì trong thành có cấm chế rất mạnh, không thể bay nên hai người chỉ có thể sử dụng phương tiện di chuyển thô sơ này. Không gian xe ngựa rất lớn, gần giống như một cung điện. Tống Chỉ Ngôn rót cho Diệp Quân một tách trà, sau đó nói, Diệp công tử, thực lực của ngươi. Diệp Quân nhìn Tống Chỉ Ngôn, cười nói, khá ổn. Tống Chỉ Ngôn chớp mắt, khá ổn ư. Diệp Quân gật đầu, trong thế hệ trẻ, ta chưa bao giờ đứng thứ hai, trong thế hệ trước. Cũng chưa từng đứng thứ hai. Trong thế hệ trẻ không bao giờ đứng thứ hai. Nghe Diệp Quân nói vậy, Tống Chỉ Ngôn sững sờ rồi mỉm cười, hôm khác ta sẽ so tài với Diệp công tử. Diệp Quân nhìn Tống Chỉ Ngôn vội vàng nói, ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn trau dồi kiếm tu thôi. Diệp Quân tò mò hỏi, ở đế quốc Vĩnh Dạ có rất ít cường giả kiếm tu sao? Tống Chỉ Ngôn gật đầu, vô cùng ít. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Tống Chỉ Ngôn nhìn Diệp Quân rồi nói, sau khi người phụ nữ kia của gia tộc Vĩnh Hằng lên ngôi hoàng đế, gia tộc Vĩnh Hằng xung đột với một vài tông môn nên đã xảy ra trận chiến, trong số đó có kiếm tông tông môn mạnh nhất ở đế quốc Vĩnh Dạ khi đó. Diệp Quân nói, thất bại à? Tống Chỉ Ngôn gật đầu, đúng vậy, sau trận chiến đó, hầu hết kiếm tu đều bị giết, những đệ tử kiếm tông còn lại cũng bị đày đến giới khổ hàn, mãi mãi không được về giới Vĩnh Dạ. Diệp Quân nói, vậy là sau trận chiến kia, kiếm tu ở đế quốc Vĩnh Dạ đã bị tuyệt hậu sao? Tống Chỉ Ngôn nói, gần như là vậy, cho dù là kiếm tu thì cũng không dám nhận, vì sợ bị coi là kẻ phản nghịch. Một khi bị gắn mác phản nghịch thì sẽ bị đội quân Vĩnh Dạ giết chết mà không cần hoàng đế hạ lệnh. Diệp Quân cau mày, vậy thì ta không thể để lộ thân phận kiếm tu sao? Tống Chỉ Ngôn cười nói, Diệp công tử đương nhiên không phải kiếm tông phản nghịch, công tử từ bên ngoài tới, phía sau còn có chủ nhân bút đại đạo, nhưng trước khi bị lộ thân phận, Diệp công tử cũng nên che giấu thân phận kiếm tu, để tránh phiền phức. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Hắn hơi kinh ngạc. Không ngờ đế quốc Vĩnh Dạ lại xảy ra chuyện như vậy. Trong tình hình này,
ai dám tu luyện kiếm nữa. Hắn không có hứng thú gì với ân oán này, hắn đến đây không phải để phát huy văn hóa kiếm đạo. Tống Chỉ Ngôn hỏi tiếp, Diệp công tử biết vị chân thần kia không? Diệp Quân gật đầu, biết. Tống Chỉ Ngôn trở nên hứng thú, cô ấy mạnh đến mức nào? Diệp Quân nhìn Tống Chỉ Ngôn, cười nói, Chỉ Ngôn cô nương có hứng thú với tỷ ấy à? Tống Chỉ Ngôn gật đầu, khi cô ấy đến đế quốc Vĩnh Dạ, đã khiêu chiến liên tiếp ba vị cường giả đế quốc Vĩnh Dạ, mà cô ấy chỉ dùng một chiêu đã đánh bại ba vị cường giả đó, cuối cùng quay người rời đi. Diệp Quân tò mò hỏi, tỷ ấy đến đây đánh một trận rồi đi sao? Tống Chỉ Ngôn gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân lắc đầu cười. Tống Chỉ Ngôn lại hỏi tiếp, công tử rất thân với cô ấy sao? Diệp Quân cười nói, rất thân. Tống Chỉ Ngôn hỏi, thân đến mức nào? Diệp Quân nhìn Tống Chỉ Ngôn, cô nương này thật lắm chuyện. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, Tống Chỉ Ngôn thấy mình hỏi hơi nhiều, lập tức xin lỗi, xin lỗi. Vì tiền bối trước đó nói Diệp công tử thay mặt chân vũ trụ đến đây, chân vũ trụ vô cùng quan trọng đối với bọn ta đều biết chân thần là người của chân vũ trụ, cho nên ta mới hỏi nhiều như vậy. Từ Chân. Nghĩ đến từng chuyện của Từ Chân, Diệp Quân khẽ mỉm cười, tỷ ấy là đại tỷ của ta. Thấy nụ cười yêu thương của Diệp Quân, Tống Chỉ Ngôn vô thức hỏi, tỷ tỷ nuôi hay tỷ tỷ nuôi để thịt? Hả? Diệp Quân sững sờ. Tống Chỉ Ngôn biết mình lỡ lời, vội vàng nói, thì ra là đại tỷ. Diệp Quân nhìn Tống Chỉ Ngôn, cô gái này thật không tầm thường. Lúc này, xe ngựa dừng lại, Tống Chỉ Ngôn nói, đến rồi. Nói xong cô ta nhanh chóng bước xuống xe ngựa. Diệp Quân cũng xuống xe ngựa, lúc này, bọn họ đang đứng trước một tòa phủ đệ này to gấp mấy lần Tống phủ, cũng xa hoa hơn. Diệp Quân nhìn cửa phủ đệ, Dạ phủ. Lúc này, trước cửa Dạ phủ có rất nhiều người ra vào, vô cùng náo nhiệt. Tống Chỉ Ngôn nói, Diệp công tử, mời. Diệp Quân gật đầu, hắn và Tống Chỉ Ngôn đi đến cổng phủ đệ, trên đường đi, Tống Chỉ Ngôn nói, Diệp công tử, từ giờ ta sẽ gọi huynh là anh họ. Diệp Quân gật đầu, được. Nếu đã che giấu danh tính thì đương nhiên phải diễn cho tốt. Tống Chỉ Ngôn và Diệp Quân vừa bước đến cổng phủ, một ông lão bước tới đón. Khẽ hành lễ với Tống Chỉ Ngôn, Tống gia chủ, tiểu thư mời cô vào trong điện. Tống Chỉ Ngôn gật đầu, được. Ông lão dẫn đường, nhưng đi được vài bước chợt dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Quân bên cạnh Tống Chỉ Ngôn, do dự định nói gì đó. Tống Chỉ Ngôn bình tĩnh nói, dẫn đường đi. Ông lão không dám nói gì, tiếp tục dẫn đường. Ông lão dẫn hai người họ đi gần nửa tiếng mới tới nơi, điều này khiến Diệp Quân cảm thấy thật chán ngán. Nhà quá to cũng không phải điều tốt, đặc biệt là còn không thể bay hay dịch chuyển tức thời. Ông lão dẫn hai người họ đến trước đại điện, cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài. Tống Chỉ Ngôn dẫn Diệp Quân vào trong điện, vừa bước vào, Diệp Quân đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén bắn về phía mình. Theo ánh mắt đó, Diệp Quân nhìn thấy một ông lão đang cuộn mình trong góc, trông rất gầy gò và ủ rũ. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, ông lão chợt kinh ngạc. Diệp Quân thu ánh mắt lại, nhìn vào trong điện còn có hai người, đều là nam. Thấy Diệp Quân và Tống Chỉ Ngôn, hai người đàn ông đứng lên chắp tay chào Tống gia chủ. Tống Chỉ Ngôn mỉm cười, Cố huynh, Lý huynh. Hai người kia khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía Diệp Quân. Tống Chỉ Ngôn dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Quân, thành Vĩnh Dạ có 8 gia tộc lớn, hai người trước mặt lần lượt là Cố Thần Thế Tử nhà họ Cố và Lý Minh Thế Tử nhà họ Lý. Cả hai đều nằm trong 8 gia tộc lớn. 8 gia tộc lớn. Diệp Quân nhìn Tống Chỉ Ngôn với vẻ trầm mặc. Trong 8 gia tộc lớn, chỉ có 3 gia tộc ở đây, chứng tỏ 5 gia tộc còn lại đứng về phía gia tộc Vĩnh Dạ. Tống Chỉ Ngôn ngồi xuống, Diệp Quân cũng không nghĩ nhiều, ngồi bên cạnh Tống Chỉ Ngôn. Thấy vẻ nghi hoặc của Lý Minh và Cố Thần, Tống Chỉ Ngôn cười nói, đây là Diệp Quân, một vị anh họ xa của ta. Anh họ. Nghe vậy, hai người Lý Minh nhìn Diệp Quân với vẻ nghi ngờ. Đại điện này không phải nơi người bình thường có thể bước vào. Thấy vẻ nghi ngờ của họ, Tống Chỉ Ngôn cũng không nhiều lời, cô ta nhìn Diệp Quân, dùng huyền khí truyền âm, Thư Nhu đang tiếp đãi những thế gia yếu hơn ở ngoài sảnh, lát nữa sẽ tới đây. Ở đây đều là những người ủng hộ cốt lõi của cô ấy.
Diệp Quân mỉm cười đáp, ít ỏi quá nhỉ. Nghe vậy, Tống Chỉ Ngôn giật mình, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nhìn mấy người có mặt, hắn có thể đoán ra gia tộc Vĩnh Hằng chắc chắn còn có con át chủ bài khác. Tranh đoạt ngôi vị, không thể chỉ có một hai lá bài. Lúc này, một giọng nói truyền tới, để các vị chờ lâu rồi. Âm thanh như nước, vô cùng dịu dàng. Giọng nói vừa vang lên, Lý Minh và Cố Thần lập tức đứng dậy. Tống Chỉ Ngôn cũng từ từ đứng dậy, Diệp Quân cũng không thể ngồi, nên đứng dậy theo, hắn nhìn về phía phát ra giọng nói, một cô gái bước vào. Cô gái khoảng 20 tuổi, mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc dài đội khăn, không phải tuyệt sắc nhưng cũng không xấu, thuộc loại thanh tú dễ nhìn, cả người toát ra khí chất dịu dàng tao nhã. Dạ Thư Nhu, danh xứng với thực. Diệp Quân đương nhiên không nghĩ cô gái này là người đơn giản, người có thể tranh đoạt ngôi vị sao có thể là một người bình thường. Sau khi Dạ Thư Nhu xuất hiện, ánh mắt cô ta rơi trên người Diệp Quân, vừa nhìn thấy Diệp Quân, đôi mắt xinh đẹp hiên lên vẻ kinh ngạc, vị này là. Tống Chỉ Ngôn cười nói, anh họ Xa của ta. Anh họ. Dạ Thư Nhu nhìn Tống Chỉ Ngôn, cười nói, sao lúc trước chưa từng nghe cô nhắc tới. Tống Chỉ Ngôn nhìn Diệp Quân, trước đây ít qua lại. Dạ Thư Nhu cũng cười, không nói gì nữa, cô ta ngồi xuống rồi nói, mọi người ngồi đi. Mấy người họ ngồi xuống. Dạ Thư Nhu bình tĩnh nói, cơ hội thắng lần này của chúng ta rất mong manh. Mọi người im lặng, vẻ mặt trầm xuống. Dạ Thư Nhu nói tiếp, đế quốc Vĩnh Dạ có 17 giới, hiện nay đã có 7 giới ủng hộ gia tộc Vĩnh Dạ. Bọn họ chỉ cần có thêm 2 giới nữa ủng hộ thì chúng ta sẽ thua. Tống Chỉ Ngôn trầm giọng nói, cổ giới, phía bọn họ. Dạ Thư Nhu khẽ lắc đầu. Sắc mặt Tống Chỉ Ngôn trầm xuống, bọn họ không chọn Dạ An Quân ngay lập tức, chắc là đang chờ một cái giá. Nghe đến đây, cô ta nhìn Dạ Thư Nhu, bọn họ muốn điều kiện gì? Dạ Thư Nhu bình tĩnh nói, ta không biết bọn họ đặt điều kiện gì cho Dạ An Quân, còn với chúng ta là liên hôn. Tống Chỉ Ngôn xa sầm mặt mày, bọn họ tính toán rất giỏi, nếu liên hôn với cô, một khi cô lên ngôi, nhà họ Cổ sẽ trở thành thế gia thân vương. Sắc mặt của hai người Lý Minh cũng trở nên khó coi. Nếu Dạ Thư Nhu đồng ý thật, khi cô ta vừa lên ngôi, cũng có khả năng sẽ trở thành của hồi môn của người khác. Dạ Thư Nhu cũng không nổi giận, khẽ mỉm cười, bọn họ muốn đạt được lợi ích cũng là điều bình thường, cho dù bọn họ giúp ta thì cũng chưa chắc đã thắng. Hơn nữa, một khi thua, bọn họ sẽ bị gia tộc Vĩnh Dạ trấn áp. Tống Chỉ Ngôn nhìn Dạ Thư Nhu, cô có dự định gì? Dạ Thư Nhu khẽ lắc đầu, cố gắng hết sức, nghe theo ý trời thôi. Tống Chỉ Ngôn cười khổ, cô định nhận thua vậy sao? Dạ Thư Nhu bình tĩnh nói, bọn họ cho ta thời hạn 3 ngày, sau 3 ngày nếu không có hồi âm thì bọn họ sẽ ủng hộ Dạ An Quân. Diệp Quân nói, nhà họ Cổ có thể đại diện 5 giới sao? Dạ Thư Nhu nhìn Diệp Quân, cười nói, nhà họ Cổ đại điện 3 giới, chỉ cần bọn họ ủng hộ ta thì cơ hội thắng của chúng ta sẽ lớn hơn, bởi vì trong 2 giới còn lại, có một giới do ông ngoại ta kiểm soát, nhưng ông ấy cũng đang đợi, nếu nhà họ Cổ không ủng hộ ta thì ông ấy cũng sẽ ủng hộ Dạ An Quân. Diệp Quân khẽ gật đầu, vậy có nghĩa là đều phụ thuộc vào nhà họ Cổ. Dạ Thư Nhu gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nghi ngờ hỏi, chẳng phải nói do chúng sinh bỏ phiếu chọn sao? Tại sao nhà họ Cổ có thể quyết định? Dạ Thư Nhu giải thích, mặc dù 17 châu thuộc đế quốc cai quản, nhưng đều có chính quyền riêng, nhà họ Cổ đã hoạt động nhiều năm, có sức ảnh hưởng lớn. Nếu bọn họ hỗ trợ chúng ta thì sẽ nắm chắc hơn. Mà 2 giới còn lại luôn đi theo nhà họ Cổ. Diệp Quân khẽ gật đầu, nói cách khác, nếu nhà họ Cổ ủng hộ Thư Nhu cô nương, Thư Nhu cô nương có thể nắm chắc phần thắng sao? Dạ Thư Nhu lắc đầu, không thể, ngoài vòng bầu cử, còn một vòng quan trọng nữa là đấu võ. Diệp Quân nhíu mày, đấu võ. Dạ Thư Nhu gật đầu, người được chọn làm hoàng đế phải văn võ song toàn, nếu đấu võ thua thì sẽ trực tiếp bị loại. Diệp Quân trầm giọng nói, vậy bầu cử còn có ý nghĩa gì nữa? Dạ Thư Nhu nói, người thắng bầu cử nhận được 3 thành vương đạo dân. Có thể nâng cao thực lực ít nhất 3 lần, thậm chí là cao hơn. Diệp Quân nhíu mày, có thể như vậy sao? Dạ Thư Nhu gật đầu. Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi nói, Thư Nhu cô nương,
chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Nghe vậy, người trong điện đều sững sờ. Dạ Thư Nhu nhìn Tống Chỉ Ngôn, nói, được. Tống Chỉ Ngôn đứng lên, nhìn Diệp Quân rồi cười nói, hai người nói chuyện đi. Nói xong rồi quay người ra ngoài. Hai người Lý Minh thấy vậy hơi do dự, nhìn Diệp Quân rồi cũng đứng lên ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trong điện chỉ còn lại hai người họ. Dạ Thư Nhu cười nói, Diệp công tử không phải là anh họ của Chỉ Ngôn nhỉ? Diệp Quân gật đầu, cô nương quả là có con mắt tinh tường. Dạ Thư Nhu nhìn Diệp Quân, Diệp công tử đến từ bên ngoài à? Diệp Quân nhìn Dạ Thư Nhu, khẽ gật đầu. Dạ Thư Nhu suy nghĩ một lúc rồi nói, Diệp công tử có lẽ muốn giúp ta lên ngôi, nhưng điều kiện của Diệp công tử chắc cũng rất khó, phải không? Cô gái này thật thông minh. Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi nói ra chuyện vũ trụ kiếp và nghịch lưu giả. Hắn không có nhiều thời gian nên hắn lựa chọn nói thẳng. Nếu được thì hợp tác, không được thì thôi. Hắn không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Nửa giờ sau, Dạ Thư Nhu đi đi lại lại trong sảnh một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu nói, Diệp công tử, cho dù ta lên ngôi thì cũng không thể phái quân giúp đỡ chân vũ trụ. Diệp Quân nhìn Dạ Thư Nhu, không nói gì. Dạ Thư Nhu nói tiếp, đây không phải cuộc chiến của đế quốc Vĩnh Dạ, tuy cường giả của đế quốc Vĩnh Dạ rất mạnh, nhưng còn thua xa Tuế Nguyệt nghịch lưu giả, để bọn họ tham chiến sẽ thương vong rất nhiều, vì vậy, cho dù ta lên ngôi thì cũng không thể đồng ý điều kiện này. Diệp Quân nói, vũ trụ kiếp bùng phát thì không ai được tha. Dạ Thư Nhu trầm mặc. Diệp Quân nhìn Dạ Thư Nhu, mục đích của Tuế Nguyệt nghịch lưu giả là hỗ trợ tà đạo, hủy diệt tất cả sinh linh vũ trụ. Chân vũ trụ thất bại thì đế quốc Vĩnh Dạ cũng không được tha. Dạ Thư Nhu thở dài, Diệp công tử, cho dù ta tin ngươi thì đế quốc Vĩnh Dạ cũng không tin ngươi, chỉ cần không bị Tuế Nguyệt nghịch lưu giả uy hiếp, bọn họ sẽ không quan tâm nhiều đến vậy, con người đều rất ích kỷ, hơn nữa. Nói đến đây, cô ta nhìn Diệp Quân, lắc đầu, Diệp công tử đến muộn rồi. Diệp Quân nheo mắt, Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đã đến tìm các người rồi sao? Dạ Thư Nhu gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nói, bọn họ nhận lời, nếu đế quốc Vĩnh Dạ không ra tay thì sẽ không nhắm vào đế quốc Vĩnh Dạ phải không? Dạ Thư Nhu nhìn Diệp Quân, còn nhiều điều hơn Diệp công tử nói. Diệp Quân nhìn Dạ Thư Nhu, tất cả lãnh thổ của chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên đều thuộc về đế quốc Vĩnh Dạ à? Dạ Thư Nhu gật đầu, An Quân huynh, ra đây đi. Một người đàn ông bước ra. Người đàn ông này mặc một chiếc áo cổ, mày kiếm mắt tinh, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Dạ An Quân. Một vị tranh cử khác. Lúc này, tiểu tháp chợt lên tiếng, nguy hiểm. 30 luồng khí tức đang sợ xuất hiện xung quanh. Mỗi luồng khí tức đều vượt xa mệnh vận đại đế. Đây là một thế cục khác, hủy hoại trong phút chốc. Trong đại điện, mấy chục khí tức cực kỳ đáng sợ bao vây chặt lấy Diệp Quân. Diệp Quân vẫn bình tĩnh. Cầm tách trà trên bàn lên nhấp một hớp, sau đó cười nói, Chỉ Ngôn cô nương là người thật thà. Dạ An Quân đó cười nói, Diệp công tử không hổ là vua của vũ trụ quan huyên, dù mình rơi vào con đường cùng nhưng vẫn bình tĩnh như thế, bái phục. Diệp Quân nhìn hai người trước mặt, cười nói, nếu ta đoán không nhầm thì hai người đã có giao ước gì đấy, đúng chứ? Dạ An Quân cười nói, đúng thế. Nói rồi gã ngồi xuống đối diện Diệp Quân. Mỉm cười, Diệp công tử không đoán xem à. Diệp Quân nói, liên hôn. Dạ An Quân híp mắt. Ánh mắt Dạ Thư Nhu hiện lên vẻ ngạc nhiên. Diệp Quân nhìn Dạ An Quân, các ngươi liên hôn, ngươi làm hoàng đế, cô ta làm hoàng hậu, như thế các thế lực khác đều được cân bằng. Mặc dù hai người đều là người trong cùng một tộc nhưng không biết huyết mạch nhà Dạ Thư Nhu đã lưu truyền bao nhiêu đời rồi, bây giờ cũng chẳng thể xem là bà con xa. Dạ An Quân mỉm cười, Diệp công tử thông minh thật. Diệp Quân lại nói, các ngươi tin lời của Tuế Nguyệt nghịch lưu giả sao? Dạ An Quân mỉm cười nói, không tin. Ồ, Diệp Quân cảm thấy có hứng thú, nếu đã không tin, các ngươi còn muốn giúp họ. Dạ An Quân nhìn Diệp Quân, Diệp công tử thông minh như thế, hay là đoán thử xem? Diệp Quân cười nói, chắc là đám người đó đưa điều kiện cho các ngươi. Để các ngươi trở thành cường giả đỉnh cấp nhất, có thể đi ngược thời gian, như thế cho dù vũ trụ kiếp nổ ra, các ngươi cũng sẽ không sao cả, đúng không? Dạ An Quân nhìn Diệp Quân, nụ cười trên môi đã dần biến mất.
Dạ Thư Nhu nhìn Diệp Quân, cảm thấy bất an. Diệp Quân nói tiếp, đó là sự chắc chắn không bị thua thiệt với các ngươi, nếu cuối cùng có thể giữ lại đế quốc Vĩnh Dạ thì tốt, nhưng nếu không thể giữ lại thì cũng không sao, vì ít nhất các ngươi có thể giữ lại mạng của mình. Ta tin chắc đám Tuế Nguyệt nghịch lưu giả hoàn toàn có khả năng giúp các ngươi đạt tới một độ cao khác, sau đó quay ngược thời gian. Đúng không? Dạ An Quân mỉm cười, Diệp công tử, ngươi đúng là rất thông minh, đúng như ngươi nói đó, mặc dù hoàng vị rất tốt nhưng so với đại đạo vô thượng thì là cái thá gì chứ? Còn chúng sinh ấy à, chúng chỉ là con tốt thí cho bọn ta lợi dụng thôi. Nếu có tác dụng, dĩ nhiên sẽ lợi dụng một cách triệt để, còn nếu vô dụng thì vứt bỏ là được. Diệp Quân khẽ cười, hắn đứng lên rồi xoay người đi. Dạ An Quân nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng, Diệp công tử, người cứ thế mà đi sao? Diệp Quân dừng lại, xoay người nhìn hai người họ, Dạ An Quân cười nói, Diệp công tử, không thể không nói là ngươi rất thông minh, nếu là bình thường ngươi lựa chọn Thư Nhu chắc chắn sẽ đứng về phía ngươi nhưng ngươi lại không ngờ tới ta và cô ấy đã có thỏa thuận, ta cưới cô ấy. Sau đó sẽ cố gắng bồi dưỡng người đời sau của hai bọn ta trở thành hoàng đế, cho nên. Diệp Quân bỗng nói, các ngươi nghĩ ta đang chọn các ngươi thật đấy à? Dạ An Quân sửng sốt. Dạ Thư Nhu cau mày. Diệp Quân nhìn hai người, cười nói, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi không có tư cách cho ta chọn. Dạ Thư Nhu nhìn Diệp Quân, người ngươi chọn là bệ hạ. Nghe Dạ Thư Nhu nói thế, sắc mặt Dạ An Quân thay đổi. Dạ Thư Nhu nhìn Diệp Quân, giết hắn. Cô ta vừa dứt lời, các cường giả xung quanh đang định tấn công, nhưng đúng lúc này ông lão gầy gò vẫn ẩn náu trong góc đại điện bỗng biến thành một luồng sáng lao thẳng về phía Diệp Quân. Ông ta không ra tay mà lại lấy ra một thẻ bài rồng màu vàng ra, theo lệnh của bệ hạ, Dạ An Quân và Dạ Thư Nhu cấu kết với Tuế Nguyệt nghịch lưu giả âm mưu làm phản, lập tức bắt lấy, nếu chống cự sẽ bị giết ngay lập tức. Dầm. Xung quanh lại có thêm mười mấy khí tức đáng sợ. Cảm nhận được khí tức này, Dạ An Quân hoảng sợ quân đoàn Vĩnh Dạ. Dạ Thư Nhu nhìn ông lão, sắc mặt cực kỳ khó coi, Mộc lão, tại sao ông lại phản bội ta? Mộc lão bình tĩnh nói, trước giờ ta luôn là người của bệ hạ. Đồng tử Dạ Thư Nhu co lại, run lên. Mộc lão này đã ở gia tộc Vĩnh Hằng mấy trăm năm, là người chứng kiến quá trình trưởng thành của cô ta, hơn nữa còn dạy cô ta võ thuật. Vừa là cha vừa là thầy, là người cô ta tin tưởng nhất, thế nhưng cô ta không ngờ đây lại là người của Hoàng Cung. Sắc mặt Mộc lão phức tạp, Thư Nhu, ta đã dùng dụng cụ thủy tinh ghi âm lại những lời lúc nãy các ngươi nói, lúc này đã truyền đến chỗ bệ hạ, các ngươi, thua rồi. Nghe thế Dạ Thư Nhu ngồi phịch xuống đất, mặt xám như tro. Dạ An Quân nhìn Diệp Quân chằm chằm, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Mộc lão xem hai người như không khí. Xoay người cúi người với Diệp Quân, Diệp công tử, bệ hạ cho mời. Diệp Quân gật đầu, xoay người rời đi, khi bước đến cửa, hắn bỗng dừng lại, quay đầu lại nhìn Dạ Thư Nhu và Dạ An Quân, các ngươi đều đang tranh đấu nhưng lại quên mất một người quan trọng nhất, người này là hoàng đế bệ hạ đương thời. Dạ Thư Nhu nhìn Diệp Quân, sắc mặt trắng bệch, thế nên lần này Diệp công tử đến gặp ta chỉ đơn giản là gặp ta, không có ý muốn hợp tác với ta sao? Diệp Quân nói, dĩ nhiên là ta muốn hợp tác rồi, vì ta không chắc thái độ của bệ hạ thế nào nhưng bây giờ có vẻ các cô kém hơn bệ hạ không chỉ một chút thôi đâu. Còn nữa, Thư Nhu cô nương, thứ cho ta nói thẳng, cấp bậc của các cô quá thấp, không có tư cách tham dự vào việc giữa ta và đám Tuế Nguyệt nghịch lưu giả. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Dạ Thư Nhu trong điện nhắm chặt mắt lại, cảm thấy chua xót. Kế hoạch nhiều năm nay một hủy trong phút chốc. Tiếp cận mục tiêu. Dạ An Quân gằn giọng nói, chúng ta vẫn còn Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đó. Dạ Thư Nhu quay đầu nhìn Dạ An Quân, trong mắt đầy vẻ thất vọng, chúng ta không còn cơ hội tranh cử đế vị nữa thì không còn giá trị lợi dụng, đám Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đó sẽ không để mắt đến chúng ta nữa. Cô ta vừa dứt lời, mấy chục khí thức mạnh mẽ bên ngoài bỗng biến mất như thủy triều. Thấy thế Dạ An Quân ngồi phịch xuống ghế. Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đi rồi. Sau khi rời khỏi đại điện, Diệp Quân đi ra bên ngoài, lúc này mười mấy cường giả mặc áo giáp đen xuất hiện ở hai bên cạnh hắn. Quân đoàn Vĩnh Dạ, mười mấy khí tức cường giả này cực kỳ mạnh, mặc dù họ đều là mệnh vân đại đế nhưng mạnh hơn mệnh vận đại đế bình thường rất rất nhiều.
Mệnh vận đại đế cũng phân biệt mạnh và yếu. Được nhóm hộ vệ hộ tống, Diệp Quân đi ra ngoài nhưng vừa định đi ra khỏi cửa đại điện, hắn bỗng quay đầu lại nhìn một tòa nhà cao tầng bên phải, có một thiếu niên mặc đồ trắng đứng trên đó. Thiếu niên đồ trắng nhìn Diệp Quân, mỉm cười, Diệp công tử, ta thật không ngờ ngươi lại chọn vị kia trong hoàng cung, đúng là khiến người ta bất ngờ đấy. Diệp Quân mặc kệ đối phương, hắn xoay người đi ra ngoài. Bị xem như không khí. Thiếu niên đồ trắng nheo mắt, Diệp công tử, người nghĩ người có thể thắng sao? Ngươi! Diệp Quân xoay người nhìn thiếu niên đồ trắng, khiêu chiến một đánh một à. Thiếu niên đồ trắng cau mày. Diệp Quân nhìn thiếu niên đồ trắng, ở đây luôn đi, ta và ngươi một đánh một, không được gọi người, sống chết tự chịu. Thiếu niên đồ trắng nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân nhếch môi lộ ra vẻ khinh thường, bảo tông chủ quá khứ tông đổi người khác làm đối thủ của ta đi, ngươi không xứng. Nói rồi hắn xoay người bỏ đi. Thiếu niên đồ trắng sầm mặt. Mục lão bên cạnh Diệp Quân nhìn Diệp Quân, tên này đúng là khó đối phó. Như nghĩ đến điều gì, ông ta thầm thở dài, Thư Nhu và Dạ An Quân đó không phải là đối thủ của người đàn ông này cho dù là trí thông minh hay thực lực. Khi bước ra khỏi đại điện, Diệp Quân nhìn thấy Tống Chỉ Ngôn, cô ta nhìn hắn không nói gì. Diệp Quân cười nói, Chỉ Ngôn cô nương, có duyên sẽ gặp lại. Dứt lời, hắn đi về phía đằng xa. Thật ra hắn cũng khá bất ngờ, vì Tống Chỉ Ngôn không nói cho Dạ Thư Nhu chuyện chủ nhân bút đại đạo và hắn cùng đến đây. Người phụ nữ này khá thành thật. Tống Chỉ Ngôn nhìn Diệp Quân đang đi về phía đằng xa, vẻ mặt phức tạp, lúc này cô ta cũng cảm thấy may mắn vì mình không đứng hoàn toàn về phía Dạ Thư Nhu, nếu không người đàn ông này có thể giết chết nhà họ Tống chỉ với một câu nói trong hoàng cung. Nụ cười lúc nãy của Diệp Quân đang nói cho cô ta biết nhà họ Tống của cô ta sẽ không có chuyện gì. Trong cuộc tranh đấu phái hệ này, bên thất bại có thể sống, bảo vệ được cả gia tộc đã cực kỳ hiếm rồi. Không lâu sau, mấy người Diệp Quân đi vào trong hoàng cung. Hoàng cung của đế quốc Vĩnh Dạ cực kỳ hoành tráng, lúc này phòng ngự trong hoàng cung vô cùng nghiêm ngặt, không chỉ khởi động trận pháp mà cấm quân đại nội cũng liên tục quét quanh bầu trời hoàng cung bằng thần thức. Những thần thức này tạo thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ toàn bộ hoàng cung. Diệp Quân nhìn xung quanh, vị hoàng đế bệ hạ này cũng rất kiêng dè đám tuế nguyệt nghịch lưu giả này. Chẳng mấy chốc Diệp Quân đi theo Mộc lão đến trước một đại điện, Mộc lão cung kính hành lễ với đại điện, sau đó đi ra ngoài. Diệp Quân đi vào đại điện, cả đại điện đều trống không, phía trên chính giữa có một chiếc ghế rồng màu vàng, một người đàn ông trung niên ngồi trên đó. Người đàn ông trung niên này mặc một bộ long bào, tóc dài qua vai, cả người toát ra uy lực không giận mà uy cực mạnh. Còn một người nữa cũng có mặt trong đại điện, chính là chủ nhân bút đại đạo. Hắn và chủ nhân bút đại đạo chia thành hai đường. Như ông ta nói, thật ra vị hoàng đế này mới là mục tiêu thật của họ. Còn hai người tranh cử kia chỉ là đối tượng dự phòng của họ thôi. Nhìn thấy Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo mỉm cười. Vị này là hoàng đế Dạ Quân, cậu gọi tiền bối là được. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó nhìn Dạ Quân, tiền bối. Dạ Quân nhìn Diệp Quân, im lặng một lúc lâu, ông bỗng cười nói, không hổ danh là người được chân thần chọn, không chỉ là một tài năng đẹp trai, mà e là thực lực cũng là sự tồn tại vô địch trong thế hệ trẻ. Diệp Quân mỉm cười, tiếc là đối thủ của ta đều là đám già lớn tuổi. Dạ Quân cười nói, thiên tài thật sự. Đối thủ của người đó bao giờ cũng mạnh hơn người đó. Diệp Quân không nói gì, ông hoàng đế này không đặt mình vào vị trí của người khác mà hùng hồn bàn ra tán vào. Dạ Quân đột nhiên nói, ta và chủ nhân bút đại đạo nói chuyện rất lâu, muốn đế quốc Vĩnh Dạ giúp đỡ chân vũ trụ cũng được nhưng ta có một điều kiện, cũng chỉ có một điều kiện này thôi. Diệp Quân hỏi, điều gì? Dạ Quân nhìn Diệp Quân, liên hôn. Diệp Quân im lặng không nói. Liên hôn ư. Diệp Quân phải mất một hồi trong im lặng mới quay sang nhìn chủ nhân bút đại đạo, thấy ông ta xòe tay nói, ta không hề đồng ý điều kiện này. Ban nãy ông ta cũng không nói sẽ hợp tác mà muốn xem cậu thế nào trước, xem ra ông ta nhìn chúng cậu rồi. Muốn trách chỉ có thể trách cậu ưu tú quá thôi. Diệp Quân đen cả mặt, thầm nhủ có quỷ mới tin ông. Chủ nhân bút đại đạo biết không lừa được hắn thì cười xòa cho qua. Thấy Diệp Quân toan mở miệng,
Dạ Quân lên tiếng trước, ta biết Diệp công tử không thích liên hôn, nhưng ta bắt buộc phải có một lý do để giúp đỡ Chân Vũ Trụ và Vũ Trụ Quan Huyên. Nếu không, chúng ta sẽ vấp phải rất nhiều phản đối, thậm chí là náo loạn trong nước nếu không bị Tuế Nguyệt nghịch lưu giả tấn công nhưng vẫn xuất binh tương trợ các vị. Nhưng nếu hai bên liên hôn, và bên cậu có thể mang lại lợi ích cho chúng ta, thì đây là một câu chuyện khác. Diệp Quân im lặng. Dạ Quân nhìn hắn, cậu cứ suy nghĩ đi, nhưng thời gian không còn nhiều, hãy nhanh chóng đưa ra quyết định. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, nghe ông ta nói, ngươi quyết định đi. Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi, hỏi ta sẽ thành thân với ai? Dạ Quân, con gái ta. Diệp Quân, có thể gặp mặt trước được không? Dạ Quân nhìn hắn một hồi lâu mới đáp được. Rồi ngoái nhìn về sau, mời Nam Phong công chúa đến. Một cường giả đứng trong điện cung kính thi lễ rồi lui ra. Không lâu sau, một cô gái bước vào. Diệp Quân quay lại nhìn, thấy cô ta vẫn còn rất trẻ, hẳn chỉ tầm 20, nhưng nhờ chiếc váy dài màu đen mà toát ra vẻ chững chạc trưởng thành. Bước chân cô nhẹ nhàng thanh thoát, điệu bộ nền nã, đúng là một giai nhân tuyệt sắc. Chỉ là gương mặt cô ta lại mang vẻ lạnh lùng, tạo cảm giác xa cách. Cô ta chính là Dạ Nam Phong. Bước vào rồi, Dạ Nam Phong hơi cúi người chào Dạ Quân rồi chỉ im lặng đứng đó. Không hề nhìn Diệp Quân dù chỉ một lần. Ánh mắt Dạ Quân đảo qua lại giữa hai người họ rồi nói, cả hai trò chuyện đi. Rồi đứng dậy rời đi. Chủ nhân bút đại đạo đến gần Diệp Quân, ta biết cậu không thích chuyện này nhưng... Lại bị hắn ngắt lời, ông đi đi, để bọn ta nói chuyện riêng. Chủ nhân bút đại đạo sững người, thấy Diệp Quân đang nhìn Dạ Nam Phong không chớp mắt thì nhíu mày lại, tự hỏi có phải mình suy nghĩ nhiều rồi không? Thằng nhóc này rất có thể xem con người ta như món ăn. Thấy đẹp là cưới. Thấy xấu thì có đánh chết cũng không chịu, bắt đầu nói cái gì mà đạo đức với chả tiết tháo. Ông ta lắc đầu, thầm mắng một tiếng xúc sinh rồi xoay người rời đi. Để lại Diệp Quân và Dạ Nam Phong ở một mình trong điện. Không ai lên tiếng, bầu không khí có phần nặng nề. Diệp Quân quan sát đối phương, thầm nghĩ đúng là trang giai nhân. Khi hắn đi đến trước mặt, cô ta vẫn rũ mắt không chịu nhìn. Diệp Quân nói, ta thấy Nam Phong cô nương cũng không muốn liên hôn, nhưng nếu cô không thể từ chối Dạ Quân tiền bối thì để ta đi nói. Đoạn nhấc chân muốn đi. Nhưng bị Dạ Nam Phong ngăn lại, không cần. Diệp Quân quay lại, thấy cô ta lãnh đạm lên tiếng, bọn họ biết ngươi có ba loại huyết mạch, loại nào cũng mạnh hơn vương đạo của nhà họ Dạ, họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội củng cố huyết mạch này. Diệp Quân, ý ta là cô không muốn thì đổi người khác. Dạ Nam Phong ngạc nhiên nhìn hắn. Diệp Quân cười, thật ra ta cũng không muốn liên hôn. Bởi vì hai người không quen biết nhau mà phải ở cùng nhau thì không chỉ cô mà ta cũng mất tự nhiên. Nhưng như cô nói, đế quốc Vĩnh Dạ muốn ta giúp đỡ để tăng cường huyết mạch. Nếu ta không đồng ý, bên các cô chắc chắn sẽ không chịu hỗ trợ, thậm chí chuyển hướng đi giúp đỡ bên Tuế Nguyệt nghịch lưu giả. Dạ Nam Phong chợt hỏi, Diệp công tử là kiếm tu. Diệp Quân gật đầu. Giọng Dạ Nam Phong bỗng mang theo chút mỉa mai. Một cuộc hôn nhân như vậy hẳn phải là chuyện vi phạm bản tâm của công tử. Ngươi không sợ kiếm đạo tâm bị hại sao? Diệp Quân, xem ra Nam Phong công chúa không chỉ không muốn mà còn ghét cuộc liên hôn này, nhưng cô lại không thể chống đối cha cô, nên mới hằn học với ta như vậy. Hắn hừ cười rồi xoay người rời đi. Dạ Nam Phong cau mày, người đi đâu đấy? Diệp Quân, đi đổi người. Dạ Nam Phong biến sắc, vội gọi theo, đợi đã. Diệp Quân không dừng bước. Dạ Nam Phong càng cuống quýt, Diệp công tử, ta đã hứa với cha ta, cuộc liên hôn này. Diệp Quân quay lại, ta không đồng ý. Dạ Nam Phong ngây ngẩn. Thấy hắn sắp bước ra, Dạ Nam Phong vội vàng đuổi theo chặn trước mặt, hít sâu một hơi rồi nói, ta xin lỗi vì đã dùng thái độ ban nãy nói chuyện với Diệp công tử. Diệp Quân chỉ nói, ta vẫn thích bộ dạng bướng bỉnh đó của cô hơn. Rồi nhấc chân đi ra. Dạ Nam Phong siết chặt nắm tay, tức tối kêu lên, người còn muốn thế nào nữa? Diệp Quân dừng bước, quay lại nhếch mép với cô ta, cô tưởng ta muốn cưới cô lắm chắc. Dạ Nam Phong, Vĩnh Dạ là gia tộc hùng mạnh nhất đế quốc vào lúc này, liên hôn với chúng ta là... Diệp Quân nhíu mày, cô đang nói ta trèo cao chứ gì? Dạ Nam Phong, chẳng lẽ không phải?
Diệp Quân lắc đầu, ảo tưởng sức mạnh. Đây là câu hắn học được từ Ngôi Sao Màu Xanh. Tuy Dạ Nam Phong không hiểu hắn nói gì nhưng xem thái độ thì hẳn không phải một từ hay, thế là sắc mặt thoát cái tràn đầy giận dữ. Diệp Quân làm như không thấy, chỉ lãnh đạm nói, ta không muốn khoe mẽ, nhưng thứ cho ta nói thẳng thế này, Nam Phong cô nương. Bàn về thế lực gia tộc, đừng nói chi chư thiên vạn giới, ngay cả suốt 100 tỷ năm của Tuế Nguyệt Trường Hà, có gia tộc nào so được với Dương gia của ta? Dứt lời, hắn xoay gót đi ra. Sắc mặt Dạ Nam Phong xấu xí vô cùng, thấy hắn chớm đi thì biến sắc, lập tức đuổi theo. Trước đó cha đã nói chuyện với cô ta, rằng chỉ cần liên hôn thành công thì cô chính là hoàng đế đời kế tiếp. Chắc chắn là vậy. Thậm chí còn có thể cưỡng chế tăng cường huyết mạch vương đạo của nhà họ Dạ. Có thể nói, chỉ cần liên hôn thành công, số mệnh của cô ta sẽ thay đổi, từ một con tốt thí của gia tộc trở thành người cầm quyền, lại còn có nhà chồng mạnh mẽ làm hậu thuẫn. Sở dĩ ban nãy lạnh lùng xa cách là vì cô ta ôm lòng bất mãn với cuộc hôn nhân này nên vùng vằng giận dỗi, nào ngờ thanh niên này lại ngạo mạn đến nỗi không thèm chấp. Dạ Nam Phong bước nhanh đến hòng chặn đường Diệp Quân nhưng lại bị kiếm ý hùng hậu khóa cứng tại chỗ, không thể nhúc nhích. Cô ta biến sắc, nhưng kiếm ý thoát cái biến mất, mà Diệp Quân cũng đã đi ra ngoài. Thấy Diệp Quân bước ra với vẻ mặt âm trầm, Dạ Quân âm thầm thở dài. Chủ nhân bút đại đạo thấy Dạ Nam Phong hớt hải chạy ra thì im lặng. Diệp Quân cười nói, tiền bối, đổi người khác đi. Dạ Quân, cậu chắc chứ? Diệp Quân gật đầu. Dạ Quân liếc nhìn Dạ Nam Phong, nó là đứa con gái xinh đẹp nhất, thiên phú cao nhất của ta, huyết mạch vương đạo cũng. Diệp Quân, đổi. Sau một hồi im lặng, Dạ Quân đáp được. Lời này khiến sắc mặt Dạ Nam Phong trắng bệch, phụ vương. Dạ Quân chỉ phẩy tay, lui xuống đi. Nhìn thế này cũng đủ biết chuyện gì vừa xảy ra bên trong, khiến ánh mắt ông ta nhìn Dạ Nam Phong tràn đầy thất vọng. Ông ta đã nói chuyện với con mình trước khi Diệp Quân đến đây, nào ngờ nó vẫn tự đâm đầu vào chỗ chết. Đừng nói Dạ Nam Phong, ngay cả Hoàng đế đế quốc Vĩnh Dạ cũng không có quyền làm kiêu trước mặt Diệp Quân. Chỉ mỗi chủ nhân bút đại đạo thôi mà bọn họ đã không ai có thể chống lại, nói chi là chân thần sau lưng Diệp Quân. Hơn nữa, theo lời chủ nhân bút đại đạo thì thân phận vị Diệp công tử này không đơn giản chút nào. Nếu thành thân được với hắn thì Dạ Nam Phong sẽ có được sự hậu thuẫn khổng lồ, sở hữu địa vị không thể lay chuyển ở đế quốc Vĩnh Dạ. Hơn nữa, một khi huyết mạch của cô ta thành hình thì sức mạnh cũng sẽ đạt đến một tầm cao mới. Ai mà ngờ mọi chuyện sẽ thành thế này. Thấy Dạ Nam Phong còn muốn mở miệng, Diệp Quân lại khoát tay, lui xuống. Sắc mặt Dạ Nam Phong xám ngoét. Cô ta biết đế quốc này sẽ không có phần của cô ta nữa. Chỉ một chốc mà ngã xuống từ mây cao. Dạ Quân mặc kệ đứa con gái này, lại nói, gọi Nam Tình đến đây. Nam Tình. Dạ Nam Phong nhìn ông ta với vẻ kinh hãi, không phải vì cha cho gọi em gái của mình đến, mà là vì Diệp công tử nói đổi người là cha lập tức làm theo không chút do dự, không chút tức giận. Thế là cô ta chợt ngộ ra điều gì? Không lâu sau, lại một cô gái xuất hiện, nàng ấy mặc váy dài màu mực thẳm, dung mạo có 8-9 phần tương tự với Dạ Nam Phong, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Dạ Nam Phong mang lại cảm giác lạnh lẽo, người sống chớ gần, Dạ Nam Tình lại toát ra vẻ yếu đuối, hơn nữa cảnh giới mới đến Tuế Nguyệt Tiên, không những thấp mà còn khá bất ổn, rõ ràng là dùng ngoại vật để thăng cấp. So sánh về cảnh giới, Dạ Nam Tình thua Dạ Nam Phong quá nhiều. Vì Dạ Nam Phong đã là cường giả đại đế. Dạ Nam Tình cung kính hành lễ với Dạ Quân, phụ hoàng. Ông ta gật gù, con đến trò chuyện với Diệp công tử đi. Dạ Nam Tình thoáng ngẩn ra, đoạn thi lễ với Diệp Quân, Diệp công tử. Hắn cười đáp, chúng ta vào trong nói chuyện, Nam Tình cô nương. Rồi xoay gót đi vào. Dạ Nam Tình đi theo sau một thoáng lưỡng lự. Bên trong. Diệp Quân hỏi Dạ Nam Tình, cô biết vì sao cha cô cho gọi đến không? Dạ Nam Tình gật đầu. Diệp Quân, cô thấy thế nào? Dạ Nam Tình mỉm cười, Diệp công tử hẳn nên chọn tỷ tỷ. Tỷ ấy không chỉ có thiên phú cao mà còn giỏi giang, phụ hoàng cũng đang đào tạo thành người thừa kế. Diệp Quân, nếu ta vẫn chọn cô thì sao? Dạ Nam Tình rơi vào im lặng một hồi lâu, thứ cho ta nói thẳng, Diệp công tử. Ta không thích liên hôn kiểu này,
nhưng ta biết ta không thể từ chối. Cho dù không phải là Diệp công tử, phụ hoàng về sau cũng sẽ gả ta cho người khác để đổi lấy lợi ích. Diệp quân, cô chưa trả lời câu hỏi của ta. Dạ Nam Tình nhìn hắn, nếu thành thân với Diệp công tử, ta sẽ hoàn thành tốt bổn phận của một người vợ. Ý là cô ta không thích Diệp quân, nhưng hai bên có thể thành thân, cô ta cũng sẽ làm tốt bổn phận của mình. Diệp quân gật đầu, ta hiểu ý cô nương. Thế này đi, chúng ta tổ chức lễ thành thân, nên danh vợ chồng nhưng không cần làm gì cả. Ta vẫn sẽ giúp cô củng cố huyết mạch gia tộc, đưa cô lên làm đế vương. Đợi mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta sẽ ly hôn trong hòa bình. Ta sẽ thông cáo rõ ràng với thế nhân, cho họ biết cô đã trở lại làm người tự do. Dạ Nam Tình ngây ngẩn tại chỗ. Liên hôn. Thật ra Diệp Quân cũng rất không thích cái trò hai người xa lạ phải cưới nhau rồi chung sống như vợ chồng này, nhưng hắn đang cần đế quốc Vĩnh Dạ giúp đỡ, vì vậy cần phải nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn. Ai cũng có được thứ mình muốn. Đó chính là kết hôn giả, khi ấy hai bên đều tự đặt mình vào trong một mối quan hệ, nhưng lại không phải vợ chồng thật, chỉ cần làm ra vẻ vậy thôi, xem như một công đôi việc. Dạ Nam Tình tỏ ra bất ngờ khi nghe Diệp Quân nói vậy. Lại thấy hắn không có vẻ gì là đùa giỡn, bèn chần chừ hỏi, thật sự có thể làm như vậy sao Diệp công tử? Hắn gật đầu cười, chỉ cần chúng ta phối hợp thì hẳn sẽ không thành vấn đề. Dạ Nam Tình rơi vào im lặng. Diệp quân, sao vậy? Dạ Nam Tình, vì sao không tìm tỷ tỷ ta? Tỷ ấy mạnh hơn, chắc chắn càng có thể phối hợp với ngươi. Diệp quân, vốn định là vậy, nhưng ta không thích tính tình cô ta. Dạ Nam Tình trầm ngâm một hồi rồi đáp, ta bằng lòng hợp tác cùng Diệp công tử. Diệp quân cười, quyết định thế đi. Hai chúng ta giả vờ thành thân, đợi mọi chuyện xong xuôi rồi thì ly hôn, ai lo việc nấy. Dạ Nam Tình gật đầu, vâng. Diệp quân, vậy ra ngoài thôi. Nói rồi đưa Dạ Nam Tình rời khỏi đại điện. Thấy Dạ quân nhìn sang, Dạ Nam Tình khẽ gật đầu, khiến một nụ cười xuất hiện trên mặt ông ta. Liên hôn. Nếu vụ việc này thành công thì chính là một chuyện cực kỳ có lợi cho Dạ gia, đặc biệt là với nhánh của ông ta, mang đến vô số lợi ích khổng lồ. Dạ gia có rất nhiều nhánh nhỏ dẫn đến tranh giành nội bộ, nay chỉ cần thành công liên hôn với Diệp quân đồng nghĩa với có được một trợ thủ đắc lực bên mình. Dạ quân buột miệng nói ngay, 3 ngày sau thành thân. Diệp quân và Dạ Nam Tình đều trợn mắt ngạc nhiên. Dạ quân giải thích, Diệp công tử đừng ngạc nhiên. Ta có ý định để Nam Tình ra cạnh tranh cho đế vị nên mới phải nhanh chóng như vậy. Diệp quân hoài nghi, chẳng lẽ tiền bối không muốn đảm nhiệm tiếp sao? Dạ quân mỉm cười, không cần. Sức mạnh của ta nay đã đạt đến một trình độ nhất định mà khí vận vương đạo không còn tác dụng quá lớn nữa. Lui xuống bế quan tu luyện sẽ càng tốt hơn cho ta. Diệp quân gật gù, không hỏi gì thêm. Dạ Nam Tình do dự mở lời, phụ hoàng, con. Dạ quân cười, con không cần phải lo. Dạ Nam Phong và Dạ Thư Nhu đều đã thân bại danh liệt đêm nay, không còn ai có thể cạnh tranh với con nữa, cho dù có thì ta tin Diệp công tử cũng sẽ có cách giúp con giải quyết. Thế là Dạ Nam Tình chuyển ánh mắt sang Diệp quân. Diệp quân lại nhìn chủ nhân bút đại đạo, thấy ông ta khe khẽ gật đầu. Hắn chỉ đành cười khổ. Thành thân trong 3 ngày tới. Có lẽ quá không vậy? Dạ quân cười, bây giờ đang trong thời kỳ đặc thù, mọi việc lấy đơn giản làm đầu. Diệp công tử an tâm, hôn sự này sẽ do Dạ gia cử hành. Diệp quân đành gật đầu, được. Dạ quân, trong khoảng thời gian này, công tử hãy tiếp tục ngủ ở Hoàng Cung. Ám vệ của ta báo cáo rằng vẫn có một vài tuế nguyệt nghịch lưu giả ẩn nấp trong đế quốc, có lẽ chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Diệp quân gật đầu, được. Dạ quân tiếp tục, cả hai ở cùng nhau. Thấy Diệp quân lẫn Dạ Nam Tình đều nhìn mình, ông ta nghiêm mặt nói, đừng nghĩ nhiều, ta chỉ sợ bọn chúng ra tay với Nam Tình thôi. Con bé mà có mệnh hệ gì thì kế hoạch hợp tác của chúng ta đổ sông đổ biển. Diệp quân chỉ nhìn ông ta chằm chằm. Chợt chủ nhân bút đại đạo chêm vào, cũng tốt thôi, thuận tiện gia tăng tình cảm ấy mà. Thế là Diệp quân nhìn Dạ Nam Tình, chỉ thấy cô ta cúi đầu. Dạ quân, Nam Tình. Đưa Diệp công tử xuống nghỉ ngơi đi. Cô ta gật đầu rồi nói với Diệp quân, mời công tử. Diệp quân đáp lại rồi theo cô ta rời đi. Thấy cả hai đi rồi, Dạ quân mới khẽ nói, tiền bối,
đây là canh bạc tất tay của ta. Chủ nhân bút đại đạo điềm tĩnh đáp, ta cũng dốc hết vốn liếng vào đây, người sợ cái gì chứ? Dạ quân cười khổ. Nếu không vì chủ nhân bút đại đạo thì ông ta sẽ chẳng bao giờ dám hợp tác cùng Diệp quân. Bởi vì những tuế nguyệt nghịch lưu giả xuất hiện vào hôm qua kia quá mức kinh khủng, mà ông ta còn biết điều kinh khủng hơn. Đó là sự tồn tại của một nhóm người có thể đi ngược dòng thời gian. Ngay cả ông ta hiện cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm vậy mà thôi. Nếu Vĩnh Dạ Thành không có trận pháp hùng mạnh lẫn khí vận vương đạo, e rằng bọn chúng đã giết chết ông ta vào đêm qua rồi. Vì vậy nên cuộc liên hôn này chính là một canh bạc đối với Dạ quân lẫn đế quốc Vĩnh Dạ. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, nếu hắn thất bại thì ai cũng phải chết, nếu hắn thắng thì cho dù chúng sinh có phải từ bỏ tu vi vì vũ trụ kiếp, nhưng các ngươi là thân tộc của hắn chắc chắn sẽ không có mệnh hệ gì. Ông sẽ cảm ơn lựa chọn của ông vào ngày hôm nay. Dạ quân khẽ gật gù, hy vọng là vậy. Chủ nhân bút đại đạo không nói gì nữa. Ông ta đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa ở đây, vẫn còn phải gặp một số người nữa, thế là xoay gót rời đi. Dạ quân chợt gọi, người đâu? Một người mặc đồ đen xuất hiện, quỳ một gối trước ông ta, bệ hạ. Dạ quân phân phó, truyền lệnh giới nghiêm hoàng cung từ giờ phút này trở đi. Tất cả cường giả và người hầu đang bế quan lập tức xuất quan, chuẩn bị khởi động trận pháp bất kỳ lúc nào, phái toàn bộ thám tử ra ngoài. Truyền lệnh cho giới chủ 17 giới, lập tức đưa cường giả các tộc đến vương thành, ai trái lệnh tự chịu hậu quả. Người áo đen cung kính thi lễ rồi lùi ra. Dạ quân ngẩng đầu nhìn bầu trời với vẻ lo lâu. Chủ nhân bút đại đạo. Đây là người gần với đạo nhất trong thiên hạ lúc này, cũng là người quen thuộc với số mệnh nhân quả nhất. Năm xưa chủ nhân Dạ gia cũng nhờ có sự giúp đỡ của người này mà lập quốc. Bảo đi theo ông ta ư. Dạ quân đương nhiên là đồng ý. Một hồi sau, ông ta xoay người rời đi. Nắm chắc 10 phần. Dạ Nam Tình đưa Diệp quân đến phòng của mình. Căn phòng tuy không lớn nhưng vô cùng ấm áp với mùi đàn hương thoang thoảng. Đây là lần đầu tiên dẫn người đến phòng riêng nên cô ta tỏ ra mất tự nhiên, không lâu sau thì khôi phục lại như thường. Khi Diệp quân ngồi xuống, cô ta vội châm cho hắn ly trà, mời Diệp công tử. Diệp quân nhìn cô gái đang lo lắng quá mức, cười nói cô nương cũng ngồi đi. Dạ Nam Tình chần chừ một hồi rồi ngồi xuống đối diện hắn. Diệp quân, chẳng lẽ ta giống người xấu lắm sao? Dạ Nam Tình vội lắc đầu. Diệp quân cười, vậy làm sao mà cô sợ ta thế? Dạ Nam Tình lại lắc đầu, không phải, chỉ là, không quen. Diệp quân đổi câu hỏi, cô không thích. Thấy Dạ Nam Tình ngẩng lên, hắn lại nói, cha cô bảo chúng ta phải thành thân ngay lập tức, lại còn lệnh cô đưa ta đến phòng riêng. Hành vi này chẳng khác gì xem cô như một món hàng mà dâng lên cho ta, lại còn là kiểu tranh thủ tống khứ gấp, không hề hỏi đến ý kiến cô. Dạ Nam Tình im lặng không đáp. Diệp quân ngẫm nghĩ một hồi, sao cô nương không thử nghĩ theo hướng khác xem? Dạ Nam Tình thắc mắc, nghĩ theo hướng khác. Diệp quân gật đầu, ừ, thử nghĩ mà xem, đây chẳng phải là cơ hội thay đổi số mệnh của cô hay sao? Cho dù cô không thành thân với ta thì sau này cha cô cũng sẽ bắt cô thành thân với người khác, đúng không? Mà để không bị xem như tốt thí thì chỉ còn cách trở thành người cầm cờ mà thôi. Dạ Nam Tình im lặng. Diệp quân, nếu không ngoài dự kiến thì cô sẽ trở thành nữ đế của đế quốc Vĩnh Dạ, nắm mọi quyền hành trong tay. Nhưng sức mạnh của cô hiện nay quá yếu, phải tranh thủ tăng cường để không bị người khác biến thành con rối. Ta có thể giúp cô tăng cường huyết mạch vương đạo lên một tầm cao mới, khi ấy cô không những mạnh lên mà địa vị trong Dạ gia cũng sẽ vững như bàn thạch. Hắn cầm tách trà lên hớp một ngụm, đấy, nghĩ như vậy có phải sẽ dễ chịu hơn không? Dạ Nam Tình vẫn im lặng nhìn hắn. Diệp quân lại nói, ta biết cô đang nghĩ gì, yên tâm. Ta sẽ không lợi dụng hay nhòm ngó đến quyền lợi của cô, càng sẽ không khống chế cô. Đợi đến khi mọi chuyện qua rồi, ta sẽ thông báo chuyện chúng ta ly thân, sau đó rời khỏi nơi này. Sau một hồi im lặng, Dạ Nam Tình mới nói, Diệp công tử tốt quá. Diệp quân phá ra cười. Làm Dạ Nam Tình hoang mang, công tử cười gì vậy? Diệp quân, ta từng đi qua một nơi tên hệ Ngân Hà. Người tốt, ở đó có ý nghĩa rất đặc biệt. Dạ Nam Tình càng khó hiểu, ý nghĩa đặc biệt.
Diệp Quân gật đầu, khi con gái nơi đó không thích chàng trai nào thì sẽ nói anh rất tốt. Nhưng chúng ta không hợp nhau. Dạ Nam Tình thoáng ngẩn ra, khóe môi hơi nhếch lên nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Thấy cô ta chịu lộ ra cảm xúc, Diệp Quân còn định tán thưởng vài ba câu theo bản năng nhưng chợt nhớ lại lời hứa với tiểu ca, không được trêu ong ghẹo bướm bên ngoài. Thế là hắn cười đáp, ta đi tu luyện chút nhé cô nương. Dạ Nam Tình gật đầu, Diệp Quân đi sang một bên rồi biến vào tiểu tháp. Dạ Nam Tình nhìn nơi hắn vừa biến mất suốt một hồi mới đứng dậy rời đi. Khi mở cửa phòng, sắc mặt cô ta chợt trở nên lãnh đạm, không còn vẻ ngoan ngoãn dễ bảo như trước nữa. Một hồi sau, Dạ Nam Tình đi đến một gian đại điện màu đen, bên trong chỉ có một người đang đứng Dạ Quân. Ông ta hỏi, hắn là người thế nào? Dạ Nam Tình, không nhiều tâm tư. Dạ Quân nhíu mày, không nhiều tâm tư. Dạ Nam Tình gật đầu. Dạ Quân, nếu phải ra tay, con nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Dạ Nam Tình điềm tĩnh đáp, 10 phần. Dạ Quân nhìn cô ta, mệnh vận đại đế đứng trước mặt hắn cũng chỉ như kiến cỏ. Dạ Nam Tình lặp lại, 10 phần. Dạ Quân khẽ cong môi, nếu con có thể dựa vào ba loại huyết mạch của hắn để phá vỡ ràng buộc huyết mạch của người phụ nữ năm xưa kia, thì sức mạnh của con sẽ đạt đến một tầm cao mới, thậm chí ngang bằng với bà ta. Dạ Nam Tình chỉ lãnh đạm nhìn lại. Dạ Quân, Nam Tình, ta lựa chọn con liên hôn với hắn là để đế quốc Vĩnh Dạ sau này không trở thành quân cờ trong tay người khác. Thanh niên này thông minh sắc sảo vô cùng, tỷ tỷ con cũng không khống chế được, nhưng nếu con có thể. Ông ta nhìn thẳng vào mắt cô gái, con hiểu ý ta chứ? Thời khắc một cô gái động lòng với một người con trai cũng là lúc cô ta bại trận. Nhưng tương tự, một người con trai động tâm tư trước một cô gái, đó cũng là lúc hắn đã thua. Hợp tác ư, được thôi. Nhưng Dạ gia không chỉ muốn chiếm thế chủ đạo, mà còn muốn nhiều lợi ích hơn nữa. Đương nhiên điều Dạ Quân lo lắng nhất là sợ gia tộc Vĩnh Dạ lót đường cho người khác, vì Diệp Quân đến từ thế giới quan huyên này không chỉ có thiên phú và thực lực đáng sợ mà còn rất tuấn tú. Lỡ như sau này tiền mất tật mang thì có thể nói là lỗ nặng. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Dạ Quân, không nói gì nhiều mà xoay người rời đi. Thấy thế Dạ Quân cười khổ, ông ta thật sự thấy hết cách với cô con gái nhỏ này, từ nhỏ cô ta đã có thiên phú khác thường, hơn nữa cô ta và Nam Phong cũng rất khác nhau, cô ta vô cùng khiêm tốn, rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, chỉ một lòng tập trung tu luyện. Chẳng những thế cô ta còn luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, trừ mẹ cô ta. Lần này có thể thuyết phục cô ta ra mặt cũng đều dựa vào mẹ cô ta bảo cô ta giúp gia tộc một tay, nếu không cô ta hoàn toàn không nghe lời ông ta. Dù thế nào cô ta đối mặt với Diệp Quân kia chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi. Trong tiểu tháp, Diệp Quân đi tới bên cạnh Ngao Thiên Thiên, lúc này Ngao Thiên Thiên đã trở thành Tuế Nguyệt Đại Đế, chẳng những thế khí thế của cô ấy cũng đang liên tục tăng vọt, quan trọng nhất là hơi thở huyết mạch của cô ấy cũng đã mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Truyền thừa rồng tổ. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên trước mắt, hắn nở nụ cười, hắn biết khi Ngao Thiên Thiên xuất quan, ít nhất cô ấy sẽ có cấp bậc mệnh vận đại đế. Đều nhờ kỳ ngộ mà cô váy trắng mang đến. Không thể không nói kỳ ngộ này thật sự ghê gớm. Diệp Quân chợt cất lời, tháp ra. Tiểu tháp hỏi, làm sao? Diệp Quân nói, người biết một huyết mạch khác trong cơ thể ta không? Tiểu tháp đáp, không biết. Diệp Quân nhíu mày, thật sao? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, huyết mạch này khá đặc biệt, muốn hoàn toàn thức tỉnh nó còn khó hơn cả thức tỉnh huyết mạch phong ma nữa. Diệp Quân hỏi, vậy uy lực thì sao? Tiểu tháp đáp, cũng rất mạnh. Diệp Quân gật đầu, ta biết rồi. Tiểu tháp nói tiếp, nếu ngươi thức tỉnh được huyết mạch kia thì sẽ rất kinh khủng. Diệp Quân cười nói, phải xem cơ duyên nữa. Tiểu tháp đáp, Diệp Quân hỏi, nếu thức tỉnh cả ba loại huyết mạch cùng nhau thì sao? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, vậy phải xem ngươi có năng lực phục tùng chúng hay không? Diệp Quân cười khẽ, hắn hơi tò mò với loại huyết mạch thứ ba này. Diệp Quân không nói gì thêm mà xoay người rời khỏi tiểu tháp. Vừa về đến phòng, hắn đã nhìn thấy Dạ Nam Tình. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nhìn ra ngoài. Lúc này trời đã tối, hắn nói, Nam Tình cô nương, cô có cần nghỉ ngơi không?
Dạ Nam Tình hỏi Diệp Quân, nghỉ ngơi. Diệp Quân gật đầu. Dạ Nam Tình không đáp. Diệp Quân cười nói, vậy ta nghỉ ngơi đây. Dứt lời, hắn chỉ về phía một bên giường, không ngại chứ. Dạ Nam Tình lắc đầu. Là một người tu luyện, cô ta có thể không cần ngủ, cũng đã không ngủ nhiều năm lắm rồi. Thấy Dạ Nam Tình không có ý kiến, Diệp Quân đi tới nằm xuống bên giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau chuyến đi đến ngôi sao màu xanh, hắn đã tạo thành thói quen ngủ mỗi ngày. Bây giờ hắn không thích trải qua cuộc sống vội vã nữa, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Đời người phải có dáng vẻ nên có của nó, chứ không phải ngày này vùi đầu luyện tập vất vả. Thấy Diệp Quân cứ thể ngủ thiếp đi, trong mắt Dạ Nam Tình lộ vẻ ngạc nhiên, vì cô ta phát hiện hắn ngủ thật. Dạ Nam Tình không nghĩ nhiều nữa, cô ta thu hồi tầm mắt xoay người ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Cô ta bắt đầu tu luyện, nếu lúc này Diệp Quân chưa ngủ, chắc chắn hắn sẽ rất kinh ngạc, vì năng lượng mà Dạ Nam Tình hấp thu không phải năng lượng của thế giới này, nàng hấp thu năng lượng cho bản thân sử dụng từ vô số thời không. Trước mắt cũng chỉ có linh tổ Tiểu Bạch mới có năng lực đáng sợ như thế mà thôi. Một đêm trôi qua, sáng ngày hôm sau, theo một tia sáng chiếu vào phòng, Diệp Quân nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra. Diệp Quân thức dậy vươn người một cái, hắn nhìn Dạ Nam Tình ở cách đó không xa, lúc này Dạ Nam Tình đã dừng tu luyện, cô ta đang nhìn Diệp Quân. Diệp Quân đứng dậy, sau đó đi tới trước bàn bên cạnh cầm lấy hai cái bát, rồi lấy ra hai gói mì. Mì gói, hắn mang đến từ ngôi sao màu xanh. Diệp Quân nấu mì xong thì nhìn về phía Dạ Nam Tình, cười nói, Nam Tình cô nương, nếm thử đi. Dạ Nam Tình vô thức lắc đầu từ chối. Diệp Quân cười nói, nếm thử chút đi, thật sự ngon lắm đấy. Dạ Nam Tình vẫn từ chối, nhưng Diệp Quân lại bưng mì đến trước mặt cô ta, sau đó cười nói, nếm thử thôi. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, lần này cô ta không từ chối nữa, cô ta cầm đũa lên nếm thử, vừa ăn vào, trong mắt cô ta lộ vẻ ngạc nhiên. Diệp Quân vội hỏi, thấy sao? Dạ Nam Tình gật đầu, cũng được đấy. Dứt lời, cô ta nhìn về phía Diệp Quân, đây là mì gì mà lạ thế? Diệp Quân cười đáp, mì gói, do ta phát minh ra đấy. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân cười khẽ, sau đó bắt đầu ăn bát của mình, nhưng ăn một lúc, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi biến mất. Nếu Trân Tỷ vẫn còn ở đây. Diệp Quân im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu, nhanh chóng ăn hết gói mì. Mà lúc này, Dạ Nam Tình cũng đã ăn mì xong, hương vị này thật sự rất kỳ lạ. Sau khi ăn xong, Diệp Quân đi ra khỏi phòng, mà lúc này, hắn thấy bên ngoài đã răng đèn kết hoa, khắp nơi đều treo chữ hỉ đỏ thẫm, tràn đầy không khí vui mừng. Lễ cưới. Lúc này, Dạ Nam Tình đi tới bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân hỏi, ngày mốt sẽ thành thân à? Dạ Nam Tình gật đầu. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Dạ Nam Tình, nét mặt cô ta vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra được cảm xúc. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Nam Tình cô nương yên tâm, ta nói được làm được, hôn nhân này chỉ là hình thức mà thôi. Dạ Nam Tình đột nhiên hỏi, ta xấu lắm à? Diệp Quân sửng sốt. Dạ Nam Tình nhìn hắn, ngươi sợ trở thành vợ chồng thật sự với ta sao? Diệp Quân ngạc nhiên. Tư duy của cô nương này làm sao vậy? Dạ Nam Tình cứ nhìn Diệp Quân như thế, đợi câu trả lời từ hắn. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, không phải cô cũng ghét kiểu liên hôn thế này à? Dạ Nam Tình gật đầu, không thích, nhưng ngươi cứ luôn nhấn mạnh sẽ không xảy ra quan hệ với ta xấu lắm ư. Diệp Quân nhìn Dạ Nam Tình, vậy chúng ta trở thành vợ chồng thật nhé? Dạ Nam Tình lắc đầu, không được. Diệp Quân trợn trắng mắt, vô cùng cạn lời, lòng dạ phụ nữ thật sự quá đáng sợ. Cô ta có thể từ chối, nhưng ngươi không thể không thích. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân đang tỏ vẻ cạn lời, trên mặt xuất hiện một nụ cười quyến rũ, nhưng nụ cười cũng nhanh chóng biến mất. Lúc này, Dạ Nam Tình đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, không biết phát hiện điều gì mà cô ta đột nhiên nhíu mày. Mà lúc này, Diệp Quân chợt kéo tay Dạ Nam Tình tránh sang bên cạnh. Xoẹt! Hai người vừa biến mất, một thanh trường thương đột nhiên rơi xuống từ trên trời, đâm xuống chỗ họ vừa đứng. Oanh! Lúc này,
Xung quanh hoàng cung có vô số khí thế mạnh mẽ xông về hướng này, trong nháy mắt đã xuất hiện mười mấy vị mệnh vận đại đế. Quân đoàn vĩnh dạ. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên chân trời, ở chỗ chuyển động có một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông mặc áo trắng, tay cầm một thanh trường thương, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng. Chính là người đàn ông áo trắng hắn gặp trong phủ của Dạ Thư Nhu ngày đó. Dạ Nam Tình đột nhiên nhìn thoáng qua một vài thị vệ của quân đoàn vĩnh dạ ở bên cạnh, không nói gì. Lúc này, người đàn ông áo trắng cười nói với Diệp Quân, không phải ngươi muốn đấu tay đôi à? Lên đi! Diệp Quân đột nhiên ôm lấy eo Dạ Nam Tình, biến thành một tia kiếm quang lùi về phía sau, vào khoảnh khắc hắn lùi lại. Hai thị vệ của quân đoàn vĩnh dạ bên phải hai người đột nhiên biến thành hai tia sáng trắng lao về phía họ. Tình huống bất ngờ đột nhiên xuất hiện khiến một vài thị vệ của quân đoàn vĩnh dạ bên cạnh đều thay đổi sắc mặt, họ đang định tiếp viện thì đã không kịp nữa, hai thị vệ kia đã lao tới trước mặt Diệp Quân và Dạ Nam Tình. Diệp Quân kéo Dạ Nam Tình ra phía sau, sau đó rút kiếm chém một phát. Thuật bạt kiếm chồng chéo ba lần liên tục. Oanh! Một kiếm chém ra. Hai thị vệ kia lập tức bị chém bay ra xa mấy nghìn trượng. Sau khi chém lui hai người, Diệp Quân cũng không tiếp tục ra tay mà ôm chặt lấy Dạ Nam Tình, nét mặt vô cùng đề phòng. Kẻ thù đã tấn công vào bên trong rồi. Diệp Quân cau mày. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, người đó chính là Dạ Quân, ngoài ra còn có 6 cao thủ bí ẩn mặc áo dài trắng đi theo ông ta. Lúc này sắc mặt Dạ Quân cũng rất nặng nề. Mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả này đúng là to gan, dám ngang nhiên ra tay trong hoàng cung của đế quốc vĩnh dạ. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông áo trắng ở chân trời, lúc này gã ta cũng đang nhìn chằm chằm hắn, sao ngươi lại biết bên cạnh mình có người của chúng ta? Diệp Quân bình tĩnh nói, vì loại người như ngươi hoàn toàn không dám đấu tay đôi với ta, có lẽ là muốn dụ ta đi rồi ra tay với Nam Tình cô nương. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, không nói gì. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi cho rằng mình đánh nhau giỏi lắm ư? Diệp Quân nhìn gã ta, đấu tay đôi, không gọi người, sống chết tự chịu trách nhiệm, ngươi dám không? Người đàn ông híp mắt. Gã ta không dám. Vì khi nãy Diệp Quân đã chém lui hai cao thủ mệnh vận đại đến đỉnh cao chỉ bằng một kiếm. Hơn nữa có cảm giác Diệp Quân vẫn chưa sử dụng hết sức. Đánh. Gã ta thật sự không chắc chắn. Cần gì phải vì cơn giận nhất thời chứ? Nghĩ vậy, người đàn ông áo trắng chợt cười nhạt, Diệp Quân, ngươi muốn lôi kéo đế quốc vĩnh dạ giúp mình, ta chỉ có thể nói, ngươi. Diệp Quân đột nhiên biến thành một tia kiếm quang nghìn trượng xông thẳng lên bầu trời. Thấy cảnh này, con ngươi người đàn ông áo trắng chợt co lại, tay phải cầm thương đâm về phía trước. Sau một tiếng nổ, trường thương gãy lìa. Người đàn ông áo trắng bị đánh bay xa mấy chục nghìn trượng. Chân trời còn xuất hiện một khe hở nghìn trượng cao không thấy đáy. Sau khi dừng lại, người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Quân phía xa, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, ngươi. Diệp Quân nhìn người đàn ông với nét mặt khinh thường, sao tông chủ vị Lai Tông có thể phái một tên như ngươi đến đây nhỉ, vị Lai Tông không còn ai khác à? Người đàn ông nổi giận. Đang định lên tiếng thì một khí thế đáng sợ đột nhiên tấn công từ sâu trong tinh không. Khí thế mạnh mẽ như toàn bộ tinh không sụp xuống, mang theo cảm giác chèn ép khiến người ta thấy khó thở. Nét mặt tất cả mọi người đều trở nên rất nặng nề. Nhìn luồng khí kinh khủng kia, Diệp Quân hơi híp mắt, luồng khí ấy không phải khí mà mệnh vận đại đế có thể so sánh được. Cường giả mạnh tới rồi. Diệp Quân lùi về bên cạnh Dạ Nam Tình. Hắn phát hiện mục đích của những tuế nguyệt nghịch lưu giả này không phải hắn, mà là giết Dạ Nam Tình. Bây giờ toàn bộ đế quốc vĩnh dạ đều đã biết hôn sự của Dạ Nam Tình và hắn, nếu Dạ Nam Tình bị giết thì hợp tác giữa hắn và đế quốc vĩnh dạ sẽ hoàn toàn bị phá hỏng. Dưới ánh mắt của mọi người, thời không sau lưng người đàn ông áo trắng chợt tách ra, sau đó một người đàn ông trung niên chậm chậm bước tới. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, vẻ mặt của người đàn ông áo trắng lập tức thay đổi, hắn ta nhanh chóng cúi đầu chào, Nhạc Trần sư thúc. Người đàn ông trung niên tên Nhạc Trần không để ý đến người đàn ông áo trắng mà nhìn Diệp Quân bên dưới, cười gọi, Diệp Quân. Diệp Quân nhìn Nhạc Trần, không lên tiếng, hắn biết quá khứ tông đã cử cường giả thực thụ tới. Hơn nữa không chỉ một người, xung quanh còn ẩn rất nhiều hơi thở mạnh mẽ đáng sợ.
Khi Dạ Quân thấy cảnh này, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, thực lực của những tuế nguyệt nghịch lưu giả này vượt xa sức tưởng tượng của ông ta. Nhạc Trần bỗng nhìn Dạ Quân, cười bảo, Dạ Quân, hôm nay ta tới đây là muốn hỏi ông, gia tộc Vĩnh Dạ của ông thật sự bắt tay với Diệp Quân đấy à? Dạ Quân cau mày, đang định lên tiếng thì Nhạc Trần lại nói, tuế nguyệt nghịch lưu giả của chúng ta không thù không oán với gia tộc Vĩnh Dạ, cũng không muốn xảy ra chuyện gì không vui với đế quốc Vĩnh Dạ, vì thế chỉ cần các ông đảm bảo không hợp tác với Diệp Quân, đồng thời trục xuất hắn ra khỏi đế quốc Vĩnh Dạ thì chúng ta cam đoan sẽ không ra tay với đế quốc Vĩnh Dạ. Dạ Quân im lặng. Nói thật thì ông ta hơi do dự. Bởi vì ông ta phát hiện thực lực của những tuế nguyệt nghịch lưu giả này còn đáng sợ hơn ông ta nghĩ, hơn nữa quá khứ tông của tuế nguyệt vô tận lại càng không thể nhìn thấu, có không biết bao nhiêu cường giả mạnh mẽ. Cuốn vào cuộc tranh chấp này, nếu có chút sai sót gì thì sẽ không bao giờ có thể trở mình. Đúng lúc này, giọng của Dạ Nam Tình vang lên trong đầu Dạ Quân, nếu ta là tuế nguyệt nghịch lưu giả, chỉ cần ông từ chối, đắc tội vũ trụ quan huyên, đuổi Diệp công tử đi thì sẽ lập tức tiêu diệt đế quốc Vĩnh Dạ. Sở dĩ bây giờ bọn chúng không tấn công toàn lực, không phải vì kiêng kỵ thế lực của đế quốc Vĩnh Dạ, mà là kiêng kỵ vị chủ nhân bút đại đạo kia. Nghe câu này, Dạ Quân chợt bừng tỉnh. Rất nhiều lúc, kẻ chết đầu tiên thường là kẻ gió chiều nào theo chiều đấy, bởi vì bên nào cũng muốn dựa, nhưng dưới tình huống bình thường, cả hai bên đều ghét nhất loại người này. Nghĩ đến đây, Dạ Quân quay đầu nhìn Diệp Quân bên cạnh. Diệp Quân nở nụ cười, ta tôn trọng quyết định của Dạ Quân bệ hạ. Dạ Quân vội nói, Diệp công tử đừng nghĩ nhiều, ngày mai là ngày thành hôn của cậu và Nam Tình rồi, đến lúc đó chúng ta là người một nhà, mọi người đương nhiên nên đồng tâm hiệp lực chống lại kẻ địch rồi. Diệp Quân nhìn Dạ Quân, khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa. Dạ Quân lại nhìn Nhạc Trần, nói với vẻ mặt u ám, các hạ, đế quốc Vĩnh Dạ ta cùng tiến cùng lùi với Diệp công tử. Nếu các ông muốn ra tay thì xin mời. Ông ta đã hoàn toàn tỏ rõ thái độ. Nghe thấy câu này của Dạ Quân, Nhạc Trần cười nhẹ nhưng cũng không tức giận, ông ta nhìn Diệp Quân sau đó xoay người rời đi. Hơi thở mạnh mẽ ẩn giấu xung quanh lập tức rút đi như thủy triều. Diệp Quân nhíu mày, chắc chắn tuế nguyệt nghịch lưu giả sẽ không bỏ qua, đối phương không ra tay thì thôi, một khi ra tay, sợ rằng sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Diệp Quân trầm ngâm im lặng. Lúc này Dạ Quân lên tiếng, Diệp công tử, ngày mai thành hôn không có vấn đề gì chứ? Diệp Quân gác lại suy nghĩ, nhìn Dạ Quân trầm giọng bảo, nói thật, nội bộ đế quốc Vĩnh Dạ có rất nhiều tiếng nói phản đối, bởi vì họ không muốn bị cuốn vào cuộc tranh chấp này, vì thế ta cần một lý do danh chính ngôn thuận để át đi những tiếng nói phản đối trong nước. Diệp Quân gật đầu, ta không có vấn đề gì. Dạ Quân gật đầu rồi nhìn Dạ Nam Tình, quay người rời đi. Diệp Quân nhìn Dạ Nam Tình, nghiêm túc nói, Nam Tình cô nương, bắt đầu từ bây giờ, vì sự an toàn của cô, ta phải luôn đi theo cô. Dạ Nam Tình khẽ gật đầu, Diệp Quân nhìn nơi sâu trong hư không, không biết đang nghĩ gì. Lúc này Dạ Nam Tình bỗng lên tiếng, Diệp công tử, ta nghe nói mục đích của những tuế nguyệt nghịch lưu giả là phóng thích ác đạo. Khiến vũ trụ kiếp hoàn toàn bùng nổ, hủy diệt chúng sinh, phải không? Diệp Quân gật đầu, đúng. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, vũ trụ kiếp chắc chắn sẽ bùng nổ, đúng không? Diệp Quân lại gật đầu. Dạ Nam Tình hơi khó hiểu, vậy nghĩa của việc ngăn cản là gì? Diệp Quân nhẹ nhàng đáp, vũ trụ kiếp còn 100 năm nữa mới hoàn toàn bùng nổ, mà trong 100 năm này nếu ta không tìm được cách mới. Vậy thì ta sẽ bắt tay cùng chủ nhân bút đại đạo trấn áp chúng sinh, để bỏ mất tu vi, trả lại toàn bộ tài nguyên thiên địa đã bị cướp mất cho vũ trụ này. Hơn nữa từ đời sau, tất cả mọi người đều không thể tu luyện nữa, chỉ có thể làm người bình thường, tuổi thọ không quá 100. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, nếu thật sự làm như vậy, trong mắt chúng sinh, người có khác gì ác đạo đâu. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Dạ Nam Tình lắc đầu, ta nghĩ người không làm được đâu. Diệp Quân nhìn Dạ Nam Tình, vì sao? Dạ Nam Tình nhìn hắn, bởi vì ngươi không phải người tàn nhẫn. Diệp Quân bật cười, Nam Tình cô nương, số người bị ta giết vô cùng nhiều, thế mà cô lại nói ta không phải người tàn nhẫn. Dạ Nam Tình lắc đầu, giết người không có nghĩa là tàn nhẫn. Diệp Quân chỉ cười không nói, Nam Tình cô nương này thú vị đấy. Dạ Nam Tình nói, Diệp công tử,
ngươi tự hỏi lòng mình xem, nếu thật sự có ngày đó, ngươi có làm được không? Diệp Quân im lặng, tước đoạt tu vi của chúng sinh. Chắc chắn sẽ có người phản kháng. Nói đùa, người ta tu luyện cả đời, người bỗng dưng đi cướp mất tu vi của người ta, ai đồng ý chứ? Có thể tưởng tượng được lúc đó người của toàn vũ trụ sẽ cùng nhau nổi lên chống lại hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Quân không khỏi lắc đầu cười. Dạ Nam Tình lại hỏi, người có thể nghĩ ra cách nào tốt hơn không? Diệp Quân không nói gì, hắn đã có vài cách, nếu không hắn cũng không dám đồng ý với chủ nhân bút đại đạo. Có điều, bây giờ nói ra những cách này cũng không có ý nghĩa, hắn phải có đủ thực lực mới có thể làm được những chuyện hắn muốn làm. Dạ Nam Tình lại nói, Diệp công tử, người rất có thiên phú, nếu chăm chỉ tu luyện, tương lai nhất định có thể vượt qua tất cả, dù là vũ trụ kiếp hay cái khác, chắc chắn đều không thể uy hiếp được ngươi. Vì sao ngươi phải làm chuyện vất vả mà không được lợi gì này? Diệp Quân cười, thật ra ta cũng không muốn làm, nhưng cũng không có cách nào khác, ta nhất định phải làm. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, vì sao? Diệp Quân cười, Nam Tình cô nương, cô cảm thấy thế giới này cần có trật tự không? Dạ Nam Tình lắc đầu, ta thế nào cũng được. Diệp Quân lại hỏi, nếu đế quốc Vĩnh Dạ diệt vong, cô sẽ làm thế nào? Dạ Nam Tình bình tĩnh nói, ta thế nào cũng được. Diệp Quân không nói nên lời. Sao cô gái này không theo lẽ thường thế? Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, Diệp công tử làm vậy là vì chúng sinh hay vì bản thân? Diệp Quân đáp, vì bản thân. Dạ Nam Tình cau mày. Diệp Quân cười, ta nói là vì chúng sinh, cô có tin không? Dạ Nam Tình nhìn hắn, nhưng không nói. Diệp Quân nói tiếp, Nam Tình cô nương, ta phải thừa nhận rằng trên thế giới này, tất cả mọi người đều ích kỷ, còn người không có tư tâm thì đúng là rất ít, nhưng không có nghĩa là thực sự không có. Chẳng hạn như chân thần trấn áp vũ trụ kiếp, nếu chân thần không trấn áp vũ trụ kiếp thì bây giờ chúng sinh trên toàn vũ trụ đều đã bị hủy diệt rồi. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, im lặng không nói. Diệp Quân lại nói tiếp. Ta không dám đảm bảo điều gì, chỉ có thể nói rằng sẽ cố gắng hết sức thử làm, nếu thật sự không được thì như chủ nhân bút đại đạo nói, hy sinh tất cả tu vi của cường giả, lập lại trật tự mới, để chúng sinh cùng tồn tại với vũ trụ. Cục diện này vẫn hơn là vũ trụ kiếp hoàn toàn bùng nổ, khiến cho sinh linh toàn vũ trụ đều tử vong, không phải sao? Dạ Nam Tình khẽ thở dài, không phản bác, coi như đồng ý với cách nói này của Diệp Quân. Diệp Quân bật cười, cũng không cần bi quan quá, vẫn còn 100 năm nữa, nếu như ta nghĩ ra cách gì thì sao? Ta nói cho cô một bí mật nhé, cha ta, cô ta và ông nội ta, còn có một tiền bối kiếm tu nữa, thực lực của họ vô cùng mạnh, sau này nếu ta thực sự không làm gì được, ta sẽ tập hợp bọn họ lại, nhờ họ cùng nhau giúp ta nghĩ cách, biết đâu mọi người lại tìm ra cách thì sao? Ha ha! Nói đến đây, dường như bản thân hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, đặc biệt là cô của ta, cực kỳ lợi hại luôn. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, cười khẽ hy vọng như vậy. Diệp Quân gật đầu, Nam Tình cô nương, lần này ta phải chống lại Tuế Nguyệt nghịch lưu giả, vì vậy cần hợp tác với đế quốc Vĩnh Giả cùng nhau chống lại bọn họ. Ta biết trong cuộc trao đổi lợi ích này, cô là vật hy sinh, nói xin lỗi thì hơi giả tạo, nhưng ta đảm bảo với cô, ta sẽ cố gắng không làm tổn thương cô. Đồng thời làm mọi thứ có thể để giúp cô. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp, cô ta nhẹ nhàng nói, Diệp công tử đừng nghĩ nhiều, lần liên hôn này nhà họ Dạ ta cũng nhận được lợi ích, vì vậy ngươi không nợ nhà họ Dạ ta bất cứ điều gì. Diệp Quân cười, Nam Tình cô nương, ta phát hiện hình như cô không có hứng thú với ngôi đế, vì sao vậy? Dạ Nam Tình lắc đầu, làm nữ đế, không thể muốn làm gì thì làm. Diệp Quân khẽ đáp, cũng phải. Dạ Nam Tình lại nói, nhưng nếu được làm thì cũng không phải là tệ. Diệp Quân cười lớn, trở thành nữ đế là chí tôn vô thượng đấy. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, nếu ta trở thành nữ đế thì ngươi sẽ là thân vương của ta, ngươi có biết thân vương và nữ đế chung sống như thế nào không? Nghe vậy, Diệp Quân hơi tò mò, chung sống thế nào? Dạ Nam Tình đáp, thân vương không được ở cùng nữ đế. Chỉ khi nữ đế cần hầu hạ mới hạ lệnh cho thân vương tới thị tẩm, không chỉ như vậy, nữ đế còn có thể phong 360 nam phi, đương nhiên địa vị của họ kém xa thân vương giống như chủ hậu cung vậy.
Ngoài ra, thân vương hiền thụ còn phải giúp nữ đế tìm Mỹ Nam Nạp làm Nam Phi. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi bảo, Nam Tình cô nương, những điều cô vừa nói, là phong tục ở nơi này của các cô, ta không có ý kiến. Chỉ là có thể chờ chúng ta hòa ly rồi cô hãy phong Nam Phi được không? Dạ Nam Tình hỏi, vì sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, tuy là thành thân giả nhưng chúng ta cũng nên tôn trọng lẫn nhau, cô nghĩ sao? Dạ Nam Tình nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân lại hỏi, cô có người mình thích không? Dạ Nam Tình nháy mắt, có. Diệp Quân lập tức nhíu mày, Nam Tình cô nương, sao cô không nói sớm? Nếu cô nói sớm thì ta sẽ không đồng ý liên hôn với cô. Dạ Nam Tình hỏi, tại sao? Diệp Quân nghiêm mặt bảo, nếu cô đã có người mình thích, ta liên hôn với cô thì hắn sẽ nghĩ thế nào? Thế này chẳng phải phá hỏng quan hệ của hai người sao? Đương nhiên hắn không có ý định làm kẻ thứ ba. Dạ Nam Tình đột nhiên nói, Diệp công tử, từ nhỏ ngươi đã được nuôi thả rồi đúng không? Diệp Quân thẳng thốt, sao cô biết? Dạ Nam Tình nghiêm túc nói, trông ngươi khá ngây thơ. Diệp Quân, tu luyện. Ngây thơ. Diệp Quân nhìn cô gái trước mắt, lúc này hắn bỗng cảm thấy cô ta có vẻ không đơn giản lắm. Nhưng hắn cũng thấy bình thường, dù sao cô ta cũng sinh ở hoàng thất, ở nơi này dù không làm chuyện gì xấu thì chắc chắn cũng đã thấy không ít. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, phía chân trời xuất hiện một khoảng trắng như bụng cá. Diệp Quân nhìn chân trời, cười bảo, Nam Tình cô nương, chúng ta đi dạo nhé. Dạ Nam Tình không từ chối, khẽ gật đầu. Hai người đi về phía sâu trong hoàng cung, vì vừa nãy Tuế Nguyệt nghịch lưu giả công kích nên lúc này trong hoàng cung lại có thêm một số cường giả, nhất là ở chỗ sâu trong thời không, có mấy chục mệnh vận đại đế chấn giữ. Diệp Quân nhìn xung quanh, lúc này hoàng cung được trang hoàng rất náo nhiệt, mỗi cung điện đều dán chữ, hỉ, thật lớn, trên mái hiên và dưới chân nhà cũng treo đèn lồng đỏ, ngoài ra cửa các cung điện còn trải thảm đỏ. Liên hôn. Đương nhiên đế quốc Vĩnh Dạ sẽ không lơ là mối liên hôn lần này. Dù sao thân phận của Diệp Quân cũng rất rõ ràng, chuyện liên quan đến thể diện, đương nhiên đế quốc Vĩnh Dạ phải làm thật tốt. Diệp Quân rời mắt, Nam Tình cô nương, ta thấy cô phải nâng cao thực lực để tự bảo vệ mình. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, khẽ mỉm cười, nhưng không nói. Diệp Quân cười, cô nghĩ sao? Dạ Nam Tình hỏi, chẳng phải ngươi sẽ bảo vệ ta ư? Diệp Quân đáp đúng, nhưng nếu bản thân có thực lực mạnh rồi tự bảo vệ mình chẳng phải càng tốt hơn sao? Dạ Nam Tình khẽ gật đầu, cũng đúng. Diệp Quân cười, ta dạy cô tu luyện nhé. Dạ Nam Tình chớp mắt, được. Diệp Quân bảo, đi, ta đưa cô đến một nơi khác. Nói rồi hắn kéo cánh tay Dạ Nam Tình, biến mất tại chỗ. Khi hai người xuất hiện lần nữa thì đã ở trong tiểu tháp. Khi đi vào tiểu tháp, trong đôi mắt đẹp của Dạ Nam Tình chợt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên cô ta đã phát hiện ra thời gian trong tiểu tháp này khác với thế giới bên ngoài. Diệp Quân nói, Nam Tình cô nương, bây giờ cô đang ở cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên à? Dạ Nam Tình nén lại sự kinh ngạc và khó hiểu trong lòng, nhìn Diệp Quân rồi gật đầu. Diệp Quân bảo, để ta đổi công pháp cho cô. Nói rồi hắn chỉ tay, một luồng sáng trắng vọt vào đầu mày của Dạ Nam Tình. Chẳng mấy chốc, vô số thông tin tràn vào đầu Dạ Nam Tình. Diệp Quân giải thích, đây là vũ trụ quan huyên pháp do mẫu thân ta cải tạo, gần như có thể dùng được cả đời. Dạ Nam Tình khẽ gật đầu, công pháp rất tuyệt vời. Diệp Quân mỉm cười, lại lấy một ít linh nguyên ra đưa cho Dạ Nam Tình. Mà bản thân hắn cũng đi sang một bên bắt đầu tu luyện, bây giờ hắn muốn thử phương pháp độn nhập thời không và thi triển thuật trồng chéo. Độn nhập thời không? Lúc trước Chân Tỷ từng nói có thể vào được thời không vạn thiên, đồng thời thi triển phương pháp trồng chéo ở thời không vạn thiên. Hóa thân vạn thiên. Để hàng vạn hóa thân đồng thời rút kiếm ở các thời không, sau đó lại lợi dụng tính đặc thù của thời không, trồng chéo những thuật rút kiếm này lên. Phải nói rằng ý tưởng này rất hay. Nhưng Diệp Quân biết để làm được nó chắc chắn rất khó. Nhưng hắn có niềm tin vào nó. Thời gian sau đó, Diệp Quân bắt đầu điên cuồng tu luyện bên bờ biển, vì từ chân không ở đây, hắn chỉ có thể một mình thăm dò mọi thứ, cho nên tiến độ hơi chậm. Bên kia, Dạ Nam Tình tò mò nhìn xung quanh, không thể không nói,
cô ta thực sự hơi bất ngờ. Vừa rồi cô ta đã tính, thời gian 10 năm ở đây chỉ tương đương với một ngày ở bên ngoài. Điều này, hơi nghịch thiên. Đế quốc Vĩnh Dạ có nền tảng thâm sâu, không ít bảo vật, nhưng cũng không có thứ nào nghịch thiên thế này. Cô ta không tu luyện mà đến nơi Diệp Quân tu luyện, nhìn thấy kiếm thuật hắn đang luyện, cô ta lập tức có hứng thú, sau đó ngồi sang một bên xem hắn tu luyện. Hôm nay Diệp Quân mặc trường bào màu đen, thân hình thẳng tắp, giống như thương kiếm, trông vô cùng có tinh thần. Kiếm tu. Bởi vì một số vấn đề lịch sử của đế quốc Vĩnh Dạ, bởi vậy bây giờ đế quốc Vĩnh Dạ gần như rất hiếm có kiếm tu, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy kiếm tu. Mà Diệp Quân cũng không giống với kiếm tu cô ta nghĩ lắm, trong tưởng tượng của cô ta, kiếm tu chắc chắn là kiểu người vô cùng lạnh lùng, một thân một mình, cầm kiếm đi khắp thiên hạ, không chút bận tâm, nhưng Diệp Quân không phải người như vậy. Cảm giác hắn mang lại cho người khác giống như thư sinh, ôn hòa nho nhã, thi thoảng hơi nghịch ngợm, nếu không giận thì không giống kiếm tu, vẻ sắc bén hoàn toàn bị giấu đi, khiến người ta không hề cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu giận thì sự sắc bén của hắn giống như uy lực của sấm sét, khiến người ta sợ hãi. Đối với Diệp Quân, thật ra cô ta cũng không có ý xấu, ý của cha cô ta là muốn cô ta có thể kiểm soát Diệp Quân. Nhưng thực ra bản thân cô ta không hề có ý nghĩ này. Bởi vì cô ta không có hứng thú với đàn ông, huống chi là cố ý kiểm soát một người đàn ông, trong lòng cô ta chỉ có đại đạo. Nếu như kiếp này người phụ nữ sinh ra cô ta không đến cầu xin cô ta thì cô ta sẽ chẳng tiếp xúc với Diệp Quân, mà cô ta vẫn có chút tình cảm với người phụ nữ đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.